Mời các bạn theo dõi chương 31 của tác phẩm Tặng quân một đời vinh hoa. Edit tuyệt bài bà còm mọi người vừa uống trà vừa bắt đầu đàm luận về kỳ thi hội vào mùng 9. Vấn đề đưa ra bàn luận đều là những suy đoán về đề bài cùng ai là chủ khảo. Sau đó đề tài liền dẫn tới việc suy đoán ai sẽ đứng đầu bảng. Một vị thư sinh họ Vương nói, chuyện ai đứng đầu bảng mà còn cần phải đoán sao? Tất nhiên là cuộc đua giữa Yến Tuy Huynh và Xuân Sơn Huynh rồi. Thẩm hấp bưng chung trà không nói gì, khóe miệng mỉm cười, Lý Trăn cũng đạm nhiên đối mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nước trà màu vàng cam trong tay. Tạ hộ dương mắt nhìn nhìn thẩm hấp, đời trước nàng thật không hiểu vì sao thẩm hấp lại đi thi trạng nguyên. Nếu huynh ấy thật sự là đích trưởng tử của định quốc công phủ thì cũng đúng thôi. Nhưng cố tình thẩm hấp lại không phải, vậy thì trạng nguyên có nghĩa gì đâu. Càng chưa nói tới đời trước thẩm hấp đậu trạng nguyên nhưng trong vòng 5 năm đều không tiếp nhận bất luận chức vụ. Gì, tài năng trạng nguyên cứ bị bỏ phí như vậy thẳng đến năm thứ sáu mới bắt đầu hành tàu ở binh bộ. Còn Lý Trăn thì khác hẳn, tuy chỉ chúng thám hoa nhưng vào mùa hè đã tiến vào Hàn Lâm Viện làm tu soạn. Dựa theo thông lệ của Yến Quốc thì chức vị tu soạn ở Hàn Lâm Viện chỉ dành cho tân khoa trạng. Nguyên, còn bảng nhãn và thám hoa đều phải bắt đầu từ biên tu làm lên. Tuy rằng một người là quan lục phẩm còn một người chỉ là quan thất phẩm. Nhưng trong quan trường có không ít người phải tốn vài năm thậm chí vài chục năm mới có thể thăng lên một. Bậc, Lý Trân vừa vào triều liền tiếp nhận chức quan lục phẩm. Tuy là văn chức nhưng có thể thấy được thiên hòa đế thật sự coi trọng vị thám hoa này. Tạ hành thấy tạ hộ chỉ vui đầu uống trà, không giống như trước dùng ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Lý Trân hoặc có biểu hiện cấp tiến. Tạ hành đưa mắt nhìn Lý Trân một cách ý nhị, sau đó len lén liếc nhìn thầm hấp khí chất cao quý ngồi bên cạnh tạ thiêu. Lại nhìn thoáng qua Lý Trân ôn nhã u buồn, dung mạo của cả hai thật khó phân hơn kém, san san xuất sắc như nhau chỉ là xét về khí độ thì thẩm hấp chiếm phần hơn. Sau khi nhìn thoáng qua tạ hộ một lần nữa, tạ hành liền lâm vào trầm tư, ngẫm nghĩ không biết nhà đầu này có phải thấy mới nơi cũ hay không. Tạ hộ cảm giác được ánh mắt của tạ hành, nghiêng đầu qua nhìn lại nàng ta một cái, ánh mắt thanh minh thấu triệt không mang theo ý cười làm tạ hành bắt gặp cũng thầm dùng mình. Chỉ cảm thấy quanh thân đều không được tự nhiên, không thể không nói, sau khi tạ hộ bệnh nặng một hồi thì cả người đều thay đổi luôn nhìn ngươi cười như không cười tựa hồ hiểu rõ hết thầy. Sự chuyển biến này làm tạ hành có cảm giác bất an. Giống như một ngốc tử vẫn luôn bị mình chế nhạo từ trước đến nay đột nhiên có một ngày không ngốc. Nữa, có thể giống người bình thường giao lưu, vốn tưởng rằng ngốc tử này sẽ tiến hành trả thù đối với người trước đây khi dễ nó. Nhưng tên ngốc này lại cố tình không ngả bài với mình. Không trả thù, hết thảy giống như là chưa phát sinh chuyện gì, gặp mặt còn đối xử khách khách khí khí, lúc này mới thật khiến người cảm thấy sợ hãi bởi vì ngươi không biết ngốc từ đó trong lòng rốt cuộc đang nghĩ như thế nào. Thật sự không so đo chuyện lúc trước hay vẫn đang chờ cơ hội báo thù. Tạ hành đúng là hết sức trột ra, lại thấy tạ hộ nhấc lên ấm trà bằng bạc tinh xảo đột nhiên cười hỏi. Tam tỷ tỷ còn muốn uống trà không? Đúng là như vậy, giọng điệu nhẹ nhàng làm tạ hành không nắm bắt được. Tạ hành tình nguyện tạ hộ vẫn giống như trước, tính tình cao ngạo cực kỳ khinh người, đối xử với ai đều không khách khí, dù đáng ghét nhưng ít nhất dễ khống chế nhưng dạo này mặc kệ tạ hành dùng cách nào để thử tạ hộ đều dường như không có việc gì thản nhiên phối hợp tuy nói tạ hành xác thật cũng muốn tạ hộ phối hợp với mình chỉ là tạ hành vẫn có điểm không hiểu những chuyện đó rõ ràng mình mới là người chủ động mình mới là người muốn ép tạ hộ phải phối hợp thế nhưng tạ hộ lại cứ thản nhiên thuận theo như vậy làm tạ hành không còn ở thế chủ động phải ép bước nữa giống như một quyền đánh vào bịch bông xuất lực không ít nhưng lại không tạo được kết quả gì nhìn mặt mày tạ hộ càng ngày càng tinh xảo tạ hành âm thầm cắn chặt răng nhớ đến mình đã phải lên kế hoạch thật nhiều ngày âm thầm hỏi thăm đại công tử hôm nay khi nào thì hẹn với đám lý chăn. sớm cùng tạ ngọc canh chừng ở thư phòng nơi bọn họ ước định làm bộ như ngẫu nhiên xào ngộ không ngờ các nàng phải tốn nhiều công sức để được ngẫu nhiên gặp gỡ thế nhưng lại gặp phải tạ hộ thật là đúng là âm hồn bất tán tạ hành liếc nhìn về hướng tạ ngọc vốn muốn cùng nàng ta trao đổi một ánh mắt Ai ngờ thấy đôi mắt Tạ Ngọc như dính trên người thầm hấp, hai má ửng đỏ một cách kỳ dị, hai tay ở phía dưới bàn cứ xoắn chặt cái khăn, đã vậy còn thẹn thùng cắn môi, Tạ Hành muốn đẩy đẩy để thức tỉnh Tạ Ngọc, chỉ là không may giữa hai người còn bị ngăn cách bởi Tạ Hộ. Tạ Hành đành phải nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hy vọng sẽ khiến Tạ Ngọc phục hồi lý trí. Chí, nghe tiếng ho khan Tạ Ngọc bỗng nhiên giật mình, Tạ Hành cho rằng nàng ta đã tỉnh lại ai ngờ tạ ngọc thế nhưng lớn mật cầm lấy ấm trà bằng bạc đi tới bên cạnh thẩm hấp giọng điệu giòn tan nũng nịu hỏi thẩm ca ca đã dùng hết trà rồi muội có thể châm thêm cho huynh một chút được không thời điểm tạ ngọc đứng dậy tạ hộ liền nhìn nàng ta trong lòng đang thắc mắc nha đầu này muốn làm gì đây liền nghe tạ ngọc đứng bên cạnh thẩm hấp kêu một tiếng thẩm ca ca thực sự làm tạ hộ nổi ra gà toàn thân tạ hộ hạ mi mắt mím môi cố gắng nén cười nhưng vẫn không thể khống chế được khóe miệng hơi nhếch lên nàng đành phải cầm chung trà che ở trước miệng, miễn cho bị người thấy nàng cười trộm lại nói nàng cười nhạo tỉ muội Khóe mắt thầm hấp nhìn lướt qua tạ hộ đang nâng chén uống trà. Nhà đầu này khóe miệng đang nhếch lên cười thật đúng là che giấu rất tốt. Thầm hấp thu hồi ánh mắt, chuyển tới trên người tạ ngọc, đem chung trà trong tay đặt xuống phía trước. Thong dòng yêu nhã nói một câu, đa tạ, lúc nãy đã uống mấy chén, không nghĩ uống thêm, người đi hỏi những người khác đi. Tạ hộ thiếu chút nữa bật cười ra tiếng rồi hắc hắc chủ tử đây là biến tạ ngọc xung xoe trở thành tiểu nhị của trà lâu tạ ngọc đỏ mặt cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống đành phải đi vòng quanh hai bàn giúp mỗi người châm thêm chút trà tạ hộ cũng không ngoại lệ đem cái ly đưa tới trước mặt tạ ngọc để nàng ta châm thêm tạ ngọc buồn nàn trở lại chỗ ngồi hai tay đều đỏ ửng lại không dám đứng lên nói chuyện một đám người uống trà xong liền dắt tay nhau đứng dậy tạ thiều ứt rác đi tới trước quầy kêu trưởng quầy tính tiền trưởng quầy nhìn thoáng qua bàn của bọn họ, sau đó từ sau quầy lấy ra một bàn tính, đánh lách cách trong chốc lát rồi nói với tạ thiều, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, tổng cộng là 380 lượng ạ. À? tạ thiều gật gật đầu rồi móc tiền ra, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, đột nhiên ngẩng phách đầu lên kinh ngạc nhíu mày hỏi lại trưởng quầy. Cái gì, bao nhiêu, trưởng quầy xoay bàn tính lại để đối diện với tạ thiều. Chỉ chỉ bàn tính nói, khách nhân ngài xem rõ ràng, 380 lượng. Tạ Thiều chỉ cảm thấy đầu óc ong ong mặt mày ngây ngốc. Trưởng quầy thấy hắn như thế cũng hảo tâm giải thích, khách quan uống lá trà cực kỳ trân quý, Tám vạn búp trà mới có thể xào ra một hai cân. Là hồng trà cực phẩm, có muốn cũng không thể cầu. Tạ Thiều thất hồn lạc phách ra khỏi trà lâu, các thư sinh đang thảo luận kế tiếp muốn đi đâu, có vài người bộ dáng giống gia đình chạy tới thì thầm vài câu bên tai Thẩm Hấp. Thẩm Hấp nghe xong gật gật đầu, xoay người cáo từ với mọi người cố ý đi đến trước mặt tạ thiều cong môi cười nói. Hôm nay đã khiến Duy Trinh tiêu pha, ta còn có chút chuyện phải xử trí, lần tới lại cùng Duy Trinh nói chuyện, cáo từ, chư vị, cáo từ, tạ thiều vốn vẫn còn đang thất thần. Nghe thẩm hấp nói xong đột nhiên phấn chấn tinh thần tìm về thư thái tiêu sái ôm quyền thi lễ hồi đáp thẩm Hấp, mọi người cũng sôi nổi cáo từ thẩm hấp. thẩm hấp cùng vài tên tôi tớ biến mất trong đám người mà ánh mắt chưa đã thèm của tạ ngọc vẫn còn dõi. Theo. Tạ Trọng và Tạ Triều mời mọi người đến Đức Thắng lâu thưởng thơ. Dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua Tạ Thiều, Tạ Thiều lườm bĩu môi nói, "Ta không biết làm thơ, cũng không biết thưởng thức, vậy không cùng mọi người đi xem náo nhiệt." Tạ Hành và Tạ Ngọc đương nhiên muốn đi theo bọn họ. Lý Trăn lại đột nhiên mở miệng hỏi một câu, "Duy Trinh không muốn đi, vậy ngũ cô nương có nguyện ý không?" Tạ Hộ kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Chân, thấy ánh mắt của hắn phẳng lặng, nghĩ đến cũng là thuận miệng hỏi thôi nên cười cười nói với hắn. Không muốn, ta và ca ca giống nhau. Không thích thi thư, đi theo cũng chỉ mất hứng thôi. Lý Trăn không có ý kiến. Ánh mắt dừng lại trên chồng sách tả thiều cầm trong tay nhưng không nhiều lời. Sau khi mọi người cáo từ thì đường ai nấy đi. Thay đổi phương hướng, Tạ hộ quay đầu lại vừa vặn đối diện ánh mắt u oán của tả thiều. Tạ hộ nhướng mày, ca ca sao vậy? Tả thiều đông nghẹn một bụng những lời muốn mắng nàng. Chỉ là thấy muội muội mỹ mạo như hoặc lại không nỡ mắng ra. Thở dài nói, không phải sao, đang êm đẹp muội lại đi chọn lá trà quý như vậy làm gì? 380 lượng lận đó, đủ cho ta uống trà cả đời. Tạ hộ bình tĩnh nhìn tạ thiều, đôi tay hợp lại giấu trong tay áo. Bộ điệu lão thành nói, không phải ca ca muốn mời thẩm đại công tử uống trà sao? Tạ thiều vở hát ra, ta nói muốn mời huynh ấy uống trà, chỉ là chưa nói muốn mời trà quý như vậy mà. 500 lượng bạc một lạng trà, ta, ta nếu sớm biết trà quý như vậy, ngay cả bã trà kia ta cũng ăn hết vào bụng thật muốn làm hắn khóc đến chết mà. Rốt cuộc hắn có một muội muội thật biết phá sản, đau lòng, thương thân, không thể nào diễn tả được tâm tình của tạ thiều lúc này. Đặc biệt là đương sự còn dùng một loại biểu tình vô tội nhìn hắn. Làm hắn có tức giận cũng không cách gì chút ra, chỉ thấy tạ hộ thoáng do dự một chút, sau đó mới nâng lên ánh mắt, vẻ mặt nghiêm, túc nói với tạ thiều đang bụng mặt kêu rên, 500 lượng bạc một lạng trà mời thẩm đại công tử uống. Sắc thật có chút mỉa mai. Tạ Thiều buông tay ra khỏi mặt, nhìn muội muội nói, muội cũng biết là mỉa mai đấy, sớm biết thế thì sao? Lá trà tầm thường như vậy, cũng may Thẩm đại công tử không chê. Mùng 9 tháng 2, thi hội bắt đầu, vẫn là trải qua ba kỳ thi, thẳng đến ngày 15 tháng 2 thì chung kết. Ba ngày sau yết bảng, đại công tử Thẩm Hấp của Định Quốc công phủ không nghi ngờ gì giành vị trí thứ nhất là hội nguyên. Thế tử Tĩnh An hầu đứng thứ nhì chỉ là cống sĩ như các thí sinh thi đậu khác các công sĩ còn phải tiếp tục thi đình vào tháng sau cũng trải qua ba kỳ thi ba kỳ thi đã rong thẩm hấp vẫn đứng thứ nhất là một trạng nguyên của cuộc khảo năm nay bảng nhãn là kim lăng tài tử đỗ nguyên nhiên vị trí thám hoa dành cho thế tử tĩnh an hầu lý trăn ba người tham dự quỳnh lâm yến cưỡi ngựa dạo phố nhất thời nổi bật vô song chỉ là sau kỳ thi đình tuy hoàng thượng chọn ra trạng nguyên nhưng sau khi tham dự quỳnh lâm yến lại chưa từng triệu kiến thẩm hấp ngược lại nhìn chúng bảng nhãn và thám hoa, hoàn toàn ném trạng nguyên thẩm hấp sang một bên. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 32 của tác phẩm Tặng quân một đời vinh hoa. Edit tuyệt bài bà còm cuối tháng tư là sinh nhật Vân Thị. Nhị phòng cũng không dự tính làm lớn gì. Tạ cận chỉ sai tạ thiều ngày hôm đó đi kêu hách Phong và tạ tân trở về để chúc mừng sinh nhật cho Vân. Thì, nào biết hai ngày trước khi sinh nhật Vân Thị, tạ tân khóc lóc chạy về hầu phủ. Không nói hai lời chỉ nhào vào lòng Vân thị, Tạ Hộ nghe nói Tạ Tân trở về cũng từ Tốn Vương cư chạy đến. Thấy Vân thị đang ăn ủi Tạ Tân, còn Tạ Tân thì giống như bị vỡ tuyến lệ, nước mắt cứ rơi không ngừng, vừa hỏi mới biết được Hách Phong đã xảy ra chuyện, hắn cùng cấm vệ doanh Tào Đô đốc tranh chấp rồi đánh nhau. Đả thương một bên mắt của Tào Đô đốc, mà nguyên nhân gây ra chuyện này là vì Tạ Tân, Tào Đô đốc ở trên phố mở miệng đùa giỡn Tạ Tân không chỉ nói chuyện cợt nhã mà còn động thủ muốn kéo tạ tân vào trong tửu lầu. Người hầu của hách ra cuống quýt trở về kêu hách phong. Tuy không đến nỗi đại họa chết người nhưng hách phong cũng đã thương người. Cấm vệ doanh tàu đô đốc là quan ngũ phẩm, hách phong bất quá chỉ là một thất phẩm môn hạ lang. Tội danh dĩ hạ phạm thượng đúng là không nhỏ, trách không được đã bị kinh triệu phủ bắt đi. Tạ hộ trong lòng giật thót, lại là kinh triệu phủ, chẳng lẽ là ngọc khôn đối với tạ tân còn chưa hết hy vọng. Tả Cận đã nghe chuyện Hách Phong từ bên ngoài vội chạy trở về. Thấy Tả Tân khóc lóc, bèn hét lớn một tiếng, "Đừng khóc, rốt cuộc sao lại thế này? Tất cả đều nói ra." Tả Tân bị tiếng gầm giận dữ của Tả Cận dọa sợ. Sắc mặt trắng bệch, do dự trong chốc lát sau đó mới cắn môi dưới, nhỏ giọng ngập ngừng nói, "Là, là la, la đại nhân, trước đó vài ngày lão lại đến tìm con, muốn con, muốn con theo lão, muốn khinh bạc con, lúc ấy phong ta đắc tội với la đại nhân." Tào Đô Đốc kia là chất tế tử của La Đại Nhân. La Đại Nhân còn nói, nếu con muốn cứu Phong ca, thì, thì, thì phải hiến thân cho lão. Nói tới đây, Tạ Tân lại khóc không thành tiếng. Vân Thị cũng khóc ruột gan đứt từng khúc. Trong miệng cứ lẩm bẩm sao lão lại dám, sao lão lại dám. Hai mẫu nhi ôm nhau, Tạ Hộ cũng cả kinh ngã ngồi trên ghế. Những người này thật sự khinh người quá đáng. Chỉ có Tạ Cận dựa vào cạnh cửa, cắn chặt hàm dưới, siết chặt nắm tay. Đây là chuyện khi nào? Tạ Cận lạnh giọng hỏi, "10 ngày trước, Tạ Tân kiệt lực ổn định đầu vai, vẫn không nhịn được nước nở." Tạ Hộ đi đến trước mặt Tỷ Tỷ hỏi, "Tỷ đang êm đẹp sống ở Hách gia, làm sao La đại nhân có thể tìm tới Tỷ? Là có người trong phủ lừa ta tới biệt viện của lão. May mắn Phong ta lo lắng nên lén theo sau, vì thế mới không để La đại nhân đắc thủ." ta sợ hãi không dám nói ra, "Chỉ là Phong ta, nói tới đây," Tạ Tân lại qua lên khóc. Tạ Hộ kéo tay Tỷ Tỷ hỏi, hầu phủ là ai lừa tỷ là tỷ nữ nhu nhi trong phòng tam phu nhân nó nói với ta mọi người đang ở biệt viện ngắm hoa muốn kêu ta qua tham dự ta không nghi ngờ liền đi theo ai biết lại chúng gian kế của la đại nhân tạ cận nâng lên nắm tay nện vào cửa trong ánh mắt tràn đầy hận ý ông quay đầu lại đi ra khỏi sân viện của nhị phòng tạ hộ vội vàng bám theo sợ ông đến tam phòng gây chuyện tạm thời còn chưa nói nhu nhi trong lời tỷ tỷ hiện giờ còn ở tam phòng hay không cho dù vẫn còn ở đó thì nha đầu đó cũng có thể thề thốt phủ nhận. Không có bằng chứng thì làm sao có thể buộc tội bọn họ. Tạ Hộ đi theo sau Tạ Cận, thấy ông vốn dĩ đi về hướng tam phòng, nhưng lúc định bước vào ranh giới của tam phòng thì ông lại thu hồi bước chân. Xoay người rời đi, gặp thoáng qua Tạ Hộ rồi ra ngoài từ cửa hông của hầu phủ. Tạ Hộ không tiếp tục theo ông ra ngoài, vụ này thật rõ ràng lại bị tam phòng tính kế, coi bộ La đại nhân kia không cưới được Tạ Tân thì không tam lòng bèn liên hợp với tam phu nhân muốn sử dụng chiêu bức lương vì sướng. Ai ngờ Hách Phong luôn nhìn chằm chằm không để cho bọn họ thực hiện được âm mưu. Vì thế Hách Phong mới bị tai ương vào lao ngục, vài ngày liên tiếp tạ cận đều không trở về, vào ngày thứ năm mới đem Hách Phong mình đầy thương tích đưa về nhà. Tạ Tân thấy Hách Phong như vậy lại khóc lớn một hồi. Tạ Cận kêu phu thê bọn họ đừng vội hồi hách ra. Cứ ở lại khuê phòng của Tạ Tân để Hách Phong dưỡng thương thật tốt. Sau đó ông lại ra ngoài, mấy ngày này, đại phòng và tam phòng đều phái người qua thăm hách phong vân thị đang cực kỳ hận tam phòng nên không cách nào có hứng thú ra ứng đối mà tả tân cũng không muốn ứng đối chỉ là trước đó vì tả cận không nói gì nên quan hệ của nhị phòng và tam phòng cũng không thể nháo quá cương rốt cuộc từ bên ngoài nhìn vào là nhị phòng bọn họ không chiếm lý lẽ tế tử đánh thượng cấp bị bắt giam nhạc phụ đã phải chạy vạy khắp nơi để lãnh hắn trở về nếu thời điểm mấu chốt này mà nháo với tam phòng thì sẽ không được đẹp mặt cho nên tạ hộ phải căng ra đầu đối phó nghiễm nhiên có thể một mình đảm đương một phía tạ thiều tới thăm hách phong biểu tình cũng trở nên nghiêm túc tạ hộ kéo ca ca qua một bên hỏi dò cha gần đây đang làm gì sau nhiều ngày như vậy cũng không về nhà tạ thiều nhìn nàng muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ nói một câu chuyện của cha muội đừng xen vào tóm lại lần này tuyệt đối không thể nuốt xuống nỗi hận này nghe giọng điệu của ca ca thì coi bộ thật sự tạ cận đang mưu đồ chuyện gì ở bên ngoài chỉ là vô luận tạ hộ hỏi thế nào thì tạ thiều cũng không tiết lộ chỉ nói những chuyện đó giao cho nam nhân bọn họ là được nàng chỉ cần phụ trách chiếu cố tốt trong phủ tạ thiều không nói nên tạ hộ cũng không cách gì biết được thẳng đến hai tháng sau một vụ long trời lở đất nổ ra hoàn toàn khiến cho mọi người kinh sợ tạ cận muốn nạp thiếp nạp vào chính là nữ nhi của người quen cùng tuổi với tạ tân nữ nhi duy nhất của kinh triệu phủ doãn la ngọc khôn la cẩm tú Việc hôn nhân này là La Cẩm Tú tự mình nói ra. Ai cũng không biết Tạ Cận rót mê dược gì khiến La tiểu thư khăng khăng một mực muốn theo ông. Mặc dù biết ông có chính thê, hơn nữa tuổi tác cách xa, còn bán trời không văn tự, đơn giản chỉ cần gả cho lão nam nhân Tạ Cận, là đại nhân tức giận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với nữ nhi duy nhất ngay lập tức. Tuyên bố muốn đánh gãy chân nàng ta, dù vậy La tiểu thư cũng không để bụng, nàng ta hết tuyệt thực rồi đến tự sát, giống như người bị quỷ ám nói thế nào cũng không nghe thậm chí còn tùy tiện trực tiếp tuyên bố nàng đã không còn trong sạch. Đã sớm hiến thân cho tình lang, tin tức này cũng đồng thời khiến tả gia bị chấn kinh. Vân thị sợ ngây người, nghe được tả cận muốn nạp thiếp thì trong nháy mắt dòng lệ ngăn không được tuôn trào như vỡ đê. Trượng phu sống với bà suốt 17 năm tôn trọng nhau như khách đột nhiên muốn nạp thiếp. Chuyện này kêu bà nhất thời làm sao tiếp thu, lúc tả hộ nghe được chuyện này đương nhiên cũng ngẩn ngơ. Chỉ là nàng rốt cuộc không có sự đồng cảm với vân thị như bản thân mình cũng bị ngược lại trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác thống khoái rất hoang đường la đại nhân mang hết tâm tư hiếu thắng nhất định chiếm cho bằng được tiểu cô nương ta. Tân, lại không ngờ bị người ta thọc tay vào hậu viện, bất trí bất giác liền đem tiểu thư yêu kiều của hắn và nguyên phối lừa tới tay. Khăng khăng một mực phải gả cho người ta làm thiếp, thủ đoạn này, bản lĩnh này, bỏ qua một bên vấn đề đê tiện hay không đê tiện, thiệt tình hay không thiệt tình, vụ này tạ cận thật sự làm rất tuyệt diệu, gậy ông đập lưng ông là đại nhân nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được tạ cận sẽ dùng biện pháp này để trả thù lão. Không tốn một binh một tốt, không cần bỏ ra nhiều sức, dễ dàng nắm thế thượng phong bắt ép la đại nhân, làm lão không cách gì tiến thối, quét sạch mặt mũi của lão vứt vào đống rác. Lão ta muốn làm con cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, 50 tuổi đầu còn nhất định nanh thú nữ nhi 15 tuổi của người ta làm chính thê. Cứ dựa vào chức quan của lão cao hơn của tạ cận nên tìm mọi cách chèn ép tạ cận chỉ cần sai người canh chừng chăm chăm thì tạ cận sẽ không dám hó hé gì trên chiều nhưng tạ cận lại cao tay hơn trả thù căn bản không cần xuất phát nơi triều đình trực tiếp duỗi tay vào hậu trạch của lão không thèm làm nhạc phụ của lão mà chỉ muốn đổi lại làm tế tử của lão đấy thôi là đại nhân chỉ có một nữ nhi phu nhân nguyên phối cũng vì sinh nữ nhi này mà bị hậu sản rong huyết chết đi từ nhỏ la tiểu thư đã được coi như hạt trâu trong mắt la phủ mà nuôi lớn vốn nghĩ mấy năm nay sẽ kiếm cho nàng ta một người trong sạch gia đình môn đăng hộ đối. Nhưng ai ngờ lại xảy ra sự kiện này, là đại nhân đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, chỉ là la tiểu thư nhất định không dao động, tình nguyện tuyệt thực tự sát cũng muốn bức la đại nhân phải đồng ý hôn sự này. Cuối cùng, la đại nhân bất đắc dĩ đành phải tước vũ khí đầu hàng tả cận. Nghĩ rằng nếu gạo đã thành cơm, trong sạch của nữ nhi cũng đã dâng cho tên vương bát đàn tả cận này. Như vậy ít nhất lão cũng muốn tranh thủ quyền lợi lớn nhất cho nữ nhi lão đưa ra ý muốn tạ cận hưu thê để nữ nhi của lão làm chính thất lại bị tạ cận quyết đoán cự tuyệt hơn nữa nói thẳng chính thê tuyệt đối không có khả năng hưu bỏ là tiểu thư nếu muốn gà tới thì chỉ có thể làm thiếp là đại nhân hồi phủ thương lượng với nữ nhi bại lui thế là lão bèn lùi một bước nói tạ cận không hưu chính thê vậy để nữ nhi của lão làm bình thê tạ cận cũng cự tuyệt là đại nhân lại phải lùi thêm bước nữa nói ít nhất làm chắc phu nhân tạ cận lại cự tuyệt là đại nhân nổi giận trở về đánh la tiểu thư, nhưng Trung Quy vẫn không đành lòng hạ tử thủ, vì thế cứ tiếp tục lùi lại lùi, cuối cùng lùi về đúng khởi điểm của tạ cận, là đại nhân binh bại như núi đổ, là tiểu thư cuối cùng vẫn trở thành thiếp thị của đích thứ tử tạ cận của quy nghĩa hầu phủ Phải nâng vào phủ từ cửa sau, tạ hộ thật vất vả mới tóm được tạ thiếu, nắm chặt ca ca đặt câu hỏi, chuyện này có phải ca đã sớm biết hay không, tạ thiếu bị muội muội chặn ở cửa, ra cũng ra không được dứt khoát quay trở lại châm trà uống biết thì thế nào ta cảm thấy lúc này cha làm rất đúng so với việc để nữ nhi bị người khác hủy không bằng đi hủy hoại nữ nhi của lão kia ai làm di nương mà có một người cha tốt chứ nếu là đại nhân không động đến tỷ tỷ của chúng ta nữ nhi của lão đâu đến nỗi bị cha tóm trong tay hết thảy đều là lão tự tìm tạ hộ nghe tạ tiêu nói xong trong lòng không khỏi vì la tiểu thư thở dài lại hỏi cha đối với nàng ta có tâm sao nếu không thì vì sao la tiểu thư lại kiên quyết đòi gả cho cha như vậy tạ thiều đỏ mặt lên có chút không được tự nhiên ai nha chuyện này muội đừng hỏi không phải là vấn đề các cô nương như muội cần biết đâu ta chỉ nhắc nhở muội một câu tương lai của muội thì muội phải nắm chắc trong tay phải nhớ cho kỹ nam nhân trong thiên hạ ngoại trừ phụ huynh của muội thì tất cả đều là đồ cmn hỗn đản không một gã nào tin tưởng nổi đâu ca đi xa quá rồi biết không tạ hộ nhịn không được mắt trợn trắng nhưng nghe tạ thiều nói như vậy coi bộ cha nàng đã dùng thủ đoạn gì đó mà không thể cho người ngoài biết với la tiểu thư vì thế mới khiến la tiểu thư bị thu thập trở nên dễ bảo la tiểu thư kia đang bị lâm vào giấc mộng hư vô mờ mịt sẽ phải trả giá thê thảm đương nhiên giờ phút này nàng ta đang bị hạnh phúc vây quanh cái giá thê thảm kia còn phải xem sau này nàng ta có bao nhiêu may mắn tuy rằng tạ thiều không có nói thật chân tướng với nàng nhưng tạ hộ cũng phải tán đồng một câu của ca ca so với để cho người khác hủy hoại nữ nhi của mình. Không bằng dành trước một bước hủy hoại nữ nhi của kẻ kia. Đảo khách thành chủ, chuyển bại thành thắng, phụ thân này của nàng thật đúng là một gã kiêu hùng. Chưa đạt mục đích thì không từ thủ đoạn. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 33 của tác phẩm Tặng quân một đời vinh hoa. Edit tuyệt bài bà còm đêm nạp tiếp đó tạ cận không hề bước vào sân viện của La Cẩm Tú mà chỉ sai người canh giữ bên. Ngoài còn ông thì trở về chính viện với vân thị vân thị ngồi trước bàn trang điểm khóc đỏ mát xiêm y trên người vẫn là bộ mặc ban ngày thấy tạ cận đi vào vân thị xoay người sang chỗ khác không nhìn ông tạ cận đi đến sau lưng vân thị bắt đầu tỉ mỉ gỡ búi tóc cho thê tử sau đó nhẹ nhàng trải tóc cho bà lúc bắt đầu vân thị ngồi bất động nhưng sau khi tạ cận thuần thục trải một nửa bên đầu thì vân thị đột nhiên xoay người đấm vào ngực tạ cận vài cái tạ cận cứ thế hứng chịu không tránh không né Vân Thị rốt cuộc nhịn không được khóc hòa lên, tạ cận ôm thê tử vào lòng phân trần. Chúng ta không thể tiếp tục nhịn xuống được, ta cũng sẽ không để người khác lại khi dễ nhà mình. Chuyện của Tân Nhi nếu ta tiếp tục nhẫn nhịn, tiếp theo sẽ đến phiên A Thiêu, tiếp theo là A Đồng. Người thiện bị khinh, ngựa hiền bị cưỡi. Chúng ta đã liên tục ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cứ sống cho qua ngày. Chủ mẫu mặc kệ, phụ thân không thương, ngay cả chi phí ăn mặc thường ngày cũng có kẻ tiểu nhân dám cắt xén chứng kiến nàng phải đem của hồi môn ra trợ cấp vậy mà ta vẫn không thể đứng lên ta muốn sống thanh liêu muốn làm thanh quan chỉ là bọn họ không cho ta cơ hội một khi đã như vậy ta cũng không cần sống thanh liêu trước đây ta thật ngây thơ đã muốn làm quan lại còn muốn người khác khen ta thanh liêm muốn mỹ danh được truyền ra là ta thật không tự hiểu rõ hoàn cảnh của mình ta xuất thân ở trong gia đình như vậy làm gì có người sẽ truyền ra thanh danh của ta vân thị được tạ cận ôm vào trong ngực mới hơi cảm thấy an tâm nhưng vẫn nhịn không được khóc thút thít, Tả Cận ngồi xổm xuống rồi quỳ gối ngang tầm với Vân Thị. Hai người mày đối mày, Tả Cận nâng mặt Vân Thị, hôn một cái lên khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của thê tử. Nghiêm túc nói, cho ta một năm thời gian, ta đem nàng ta tiến vào như thế nào thì sẽ đưa nàng ta đi y như vậy. Được không? Vân Thị ngạc nhiên dương mắt nhìn Tả Cận, thấy vẻ mặt ông rất trịnh trọng không giống như đang gạt người. Vân Thị nhớ tới đã làm phu thê với người nam nhân này 17 năm. Trượng phu toàn tâm đối với bà sao bà lại có thể không biết. Để tùy Tạ Cận nâng mặt của mình, Vân thị cắn môi dưới, nhịn xuống không khóc thút thít nữa, nói với ông, dù sao, dù sao tướng công cũng không được đi đến phòng nàng ta. Tạ Cận bị bộ dáng ghen tuông của Vân thị chọc cười, liên tục gật đầu vài cái nói, "Được, ta đáp ứng nàng, đừng tức giận nữa." Nhìn nàng khóc đến nỗi mặt lem luốc hết rồi kìa, lớn như vậy mà còn giống như hài tử. Vân thị bị ông trêu cũng nín khóc mỉm cười lại còn giả vờ giận dỗi nói đừng dụ dỗ thiếp thiếp vẫn chưa nguôi giận đâu thiếp phải nói rõ với tướng công tuy ngày ấy thường chuyện gì thiếp đều nghe theo tướng công nhưng chỉ riêng chuyện này là thiếp không có cách nào chịu đựng được tướng công chỉ có thể là trượng phu duy nhất của thiếp vì tướng công thiếp có thể hy sinh bất cứ điều gì cơm canh đạm bạc vải thô áo cũ thiếp đều không ngại chỉ cần trong lòng tướng công không có nữ nhân khác nếu trong lòng tướng công có nữ nhân khác thì dù thiếp bỏ đi tướng công có thương tâm đến chết thiếp cũng sẽ nhất định không lưu. Lại, tả cận vội vã ôm vân thị vào trong lòng, ôn tồn an ủi, yên tâm đi, lòng ta chỉ có một mình nàng, mấy năm nay nàng vì ta hy sinh rất nhiều ta đều ghi tạc trong lòng. Nếu vậy mà ta còn có thể phụ lòng nàng thì ta chính là tên hỗn đản từ đầu đến chân. Đáng cho ta ra ngoài bị xét đánh chết, vân thị nóng nảy bưng kín miệng tả cận, trừng ưng, lại nói bậy. Tả cận thấy thê tử còn nguyện ý quan tâm mình, tức khắc cười vui cầm tay thê tử không buông, Vân thị cũng dần dần bình tĩnh lại, thở dài nói, đừng tưởng mấy câu nói ngọt là thiếp có thể tha thứ. Muốn thiếp nhìn tướng công có nữ nhân khác, ở trong phủ thiếp trăm triệu lần nhịn không được. Tướng công đã hứa một năm thì thiếp sẽ cho tướng công một năm. Ngày mai thiếp sẽ xin phép lão phu nhân về lại Giang Nam. Trước đó vài ngày di nương phái người mang tin tới, nói gần đây không được khỏe nhân dịp này thiếp sẽ trở về hầu hạ bà một thời gian. Một năm sau nếu tướng công không đến đón thiếp về, hoặc nếu vẫn còn liên lụy không rõ ràng với nữ nhân kia, hoặc nếu đã chung sống với nàng ta, vậy thì thiếp sẽ tìm một cái am vào làm ni cô. Sẽ không bao giờ gặp mặt tướng công nữa. Tả cận thấy thê tử kiên quyết như vậy, trầm mặt nghĩ nghĩ, sau đó mới trịnh trọng nói, nàng về Giang Nam một năm cũng tốt, tả cận ta đây tuy không phải là quân tử tài ba gì nhưng chuyện chỉ yêu duy nhất một người thì ta vẫn có thể hứa được giữ được. Bất luận một năm sau kế hoạch của ta có thành công hay không thì ta cũng sẽ xử lý nữ nhân kia. Sau đó nhất định đi đón nàng về, bốn mắt nhìn nhau, vân thị cũng khó có lúc không rơi nước mắt, tả cận quỳ gối trước người thê tử, cẩn thận ôm thê tử vào trong lòng ngực, gắt gao ôm, chặt, kiếp này ông quan tâm nhất chính là người nhà, là thê tử và nhi nữ của ông, trước kia ông vẫn luôn không ngộ ra, bản thân muốn thăng tiến rốt cuộc vì cái gì cứ nghĩ vì chính mình, vì làm người khác để mắt cho nên ông muốn tranh giành. Nhưng chính vào ngày A Đồng khóc lóc đi đến thư phòng kêu ông cứu Tân Nhi. Tất cả những vấn đề làm ông bối rối trong một thời gian dài rốt cuộc đã có đáp án ông nỗ lực là vì muốn cho người nhà một cuộc sống tốt. Hơn, muốn bảo hộ người nhà không chịu thương tổn tuy nhiên, nếu ngay cả bảo hộ người nhà cũng làm không được, vậy thì nói gì đến chuyện cho họ cuộc sống tốt hơn. Lần này bị tam phòng và la đại nhân bước cho vào đường cùng. Ông bất đắc dĩ mới làm ra hạ sách này. Thứ nhất là để trả thù, thứ hai cũng muốn khiến người khác thấy một tả cận rất quyết đoán. Sau này nếu muốn hại ông cùng người nhà của ông thì cũng phải suy nghĩ rõ ràng xem ông có dễ chọc vào hay. Không, Vân Thị về Giang Nam thăm viếng, xin lão phu nhân đi nửa năm. Hình Thị tuy rằng mặc kệ chuyện mấy phòng bọn họ, nhưng đối với chuyện nhị phòng nạp thiếp cũng rất ngạc nhiên. Trước đây Hình Thị chỉ cho rằng nhị phòng không có bản lĩnh. Tả cận là con mọt sách chất phác không biết tiến thủ. Vân Thị lại là người không biết giận, hai người họ tuy rằng cuộc sống đạm bạc một chút nhưng luôn tốt tốt đẹp đẹp tôn trọng nhau như khách, nhưng vụ này nhị phòng làm thực sự khiến người xem không hiểu. Không biết vì sao lại muốn nạp một thiếp thị vào phủ. Hình thị cũng chẳng thèm quản chuyện hậu bối trong phủ, nhị phòng muốn nạp thiếp thì cứ việc nạp, bà cũng không hơi đâu truy cứu hay ngăn trở Rõ ràng vân thị rất thương tâm, sau ngày tạ cận nạp thiếp liền tới xin về mẫu ra thăm viếng. Đây không phải rõ ràng trong lòng không thoải mái sao? Hình thị nghĩ nghĩ, cũng không ép Vân Thị phải lưu tại trong phủ, vì thế liền cho phép Vân Thị về quê thăm viếng, tránh một chút mũi nhọn của người mới cũng tốt. Tạ Cận cũng tới tìm Hình Thị, nói là muốn cho Tạ Hộ đi theo. Hình Thị đương nhiên không có lý do để từ chối, rốt cuộc bà chỉ là kế mẫu, cũng chẳng thương yêu gì hai tử không phải ruột thịt của mình. Chỉ cần bọn họ chớ chọc ra chuyện gì thương tổn nề nếp gia đình thì bà cũng không muốn tốn nhiều tinh thần quản bọn. Họ, vì thế ba ngày sau, trên dưới hầu phủ không người nào không biết. Không người không hiểu vì sao nhị phu nhân Vân Thị mang theo ngũ cô nương tạ hộ đi Giang Nam. Tạ hộ dọc theo đường đi vẫn luôn quan sát biểu tình của Vân Thị. Cảm thấy mẫu thân lúc này thực không giống xưa. Nàng vốn nghĩ rằng Vân Thị sẽ một đường khóc lóc thẳng tới Giang Nam. Nhưng ngoại trừ Vân Thị có chút giàu dĩ không vui. Còn tất cả những mặt khác thật sự đều rất ổn. Không thấy có bao nhiêu thương tâm. Ngày hôm qua người mới nhập phủ. Nàng nghe nói cha căn bản không có đến phòng nàng ta. Mà vẫn như trước trở về phòng ngủ chính viện chắc là cha đã đem quan hệ lợi hại ẩn chứa trong chuyện này nói cho Vân Thị nghe. Cho nên Vân Thị mới có thể bình tĩnh như vậy. Hai mẫu nữ ngồi trong xe ngựa một đường sóc này, tạ thiều cưỡi ngựa đi kè bên cạnh hộ tống bọn họ về ngoại gia ở Giang Nam. Ngoại tổ là chi phủ Dương Châu, chức quan mũ phẩm, tuy rằng quan cấp không cao nhưng dù sao cũng là đứng đầu một phương. Dương Châu tài nguyên dồi dào xem như là một chỗ béo bờ. Vân Thị là thứ suất, khi gả cho tạ cận thì di nương của bà vẫn chưa được làm chắc phu nhân lúc Vân Thị xuất giá di nương cũng không có quyền đưa tiễn. Mấy năm nay sức khỏe trở nên không tốt nên mới được chi phủ nâng thành chắc thất. Lúc này Vân Thị mới có thể mang theo hài tử trở về trực tiếp vấn an bà. Đây là lần đầu tiên tạ hộ tới ngoại gia. Đời trước nàng chỉ có thể từ trong miệng Vân Thị nghe được một ít linh tinh về những chuyện của ngoài. Ra, lời kể của Vân Thị luôn làm cho nàng cảm thấy thập phần khát khao muốn nhìn một dương châu rồi giao thịnh. Cảnh, không nghĩ tới một đời này lại có cơ hội tự mình thể nghiệm một phen. Xuống xe ngựa, nàng nghe lời Vân thị đội lên chiếc mũ có rèm, hai tầng sa mỏng cũng không ngăn cản được ánh mắt tò mò của nàng. Theo sau Vân thị tiến vào hậu đường của chi phủ, ngoại tổ phụ còn đang ở nha môn chưa về, ra nghênh đón chính là đương gia chủ mẫu Tần thị, thân thể đẫy đà, gương mặt hòa khí, chắc là người dễ ở chung, bên cạnh Tần thị còn có một nữ nhân có khuôn mặt tương tự Vân thị, hơn 40 tuổi, nhìn có chút tiêu tụy nhưng vẫn rất dịu dàng vân thị hành lễ với đích mẫu rồi mới đi đến bên cạnh chắc phu nhân địch thị đang muốn hành lễ với địch thị thì lại được địch thị nhanh hơn một bước đỡ lên hai mẫu nữ mười mấy năm qua cũng chỉ thoáng gặp một hai lần lúc này gặp lại đều là lệ nóng doanh tròng trở về là tốt rồi thân mẫu của con mấy ngày nay cứ nhắc mãi sao con vẫn chưa về tới bây giờ tốt quá rốt cuộc đã chờ được rồi không cần cứ ngày ngày niệm ở bên tai ta niệm đến nỗi lỗ tai của ta đã bắt đầu mọc vết chai rồi Tần thị là một chủ mẫu ôn hòa, nhìn ra được bà cũng không khắt khe với thiếp thị, mà tính cách của địch, thị lại còn dịu ngoan hơn cả vân thị. Cho dù đã lên làm chắc phu nhân nhưng đối xử với tần thị vẫn cung kính y như lúc còn là di nương. Tần thị cùng mọi người hàn huyên một chút rồi tự giác rời đi. Để hai mẫu nữ ruột thịt được trò chuyện tự nhiên, vân thị và địch thị thật ra không nói chuyện nhiều lắm. Hai mẫu nữ cứ nắm tay nhau ngồi nhìn nhau rơi lệ. Tạ hộ tháo mũ có rèm xuống, Địch thị thấy nàng lúc này mới cao hứng ôm lấy tạ hộ. Hết ngắm nghía tạ hộ lại nhìn xem tạ thiều. Trong ánh mắt tràn đầy lệ quang. Ngay cả thần sắc có bệnh cũng tựa hồ như được khỏe hơn. Lần này vân thị trở về là tính trụ lại một thời gian dài. Vì thế địch thị sai người chuẩn bị phòng cho ba người họ ở ngay tiểu viện của bà. Tạ thiều chỉ ở lại chỗ này mấy ngày. Chờ dàn xếp cho vân thị và tạ hộ xong thì sẽ hồi kinh ngay. Thứ nhất là còn phải nhìn chăm chăm trong nhà. Thứ hai là phải trông nom tửu lâu. Buôn bán của Tửu Lầu vừa mới khởi sắc, không thể lúc này lại bỏ gánh. Tối hôm đó, Tạ Hộ cũng gặp được ngoại tổ phụ Vân Quốc Trương. Là người ít khi nói cười, có vẻ là một nam nhân nghiêm nghị đứng đắn, nhưng trong mắt của Tạ Hộ thì lại có nhận xét khác. Rốt cuộc cứ từ bảy phòng di thái thái của ngoại tổ phụ là có thể nhìn ra được. Lão nam nhân này tuyệt đối không đứng đắn như mặt ngoài thoạt nhìn vậy đâu. Vân gia có tử tôn đầy nhà, chỉ riêng Vân thị đã có mười mấy huynh đệ tỷ muội. Tới những người đồng trang lứa với tạ hộ thì số lượng nhiều đếm không hết. Tòa nhà chi phủ thật sự không chứa nổi nhiều người như vậy. Vì thế có một số đã tách ra ở riêng, trong phủ lúc này mới thoải mái hơn chút. Qua ấy ngày tìm tòi nghiên cứu, Dương Châu đã để lại ấn tượng thật tốt cho tạ hộ. Bỏ qua một bên những mặt khác không nói đến, Dương Châu thật đúng là một địa phương rất thích hợp để kinh doanh. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 34 của tác phẩm Tạng quân một đời vinh hoa. Edit tuyệt bài bà còm tả hộ ở ngoại gia lăn lộn vài ngày đã quen biết thêm nhiều người. Ngoại tổ phụ là quan ngũ phẩm nhưng không bị ảnh hưởng tật xấu của thế gia. Đối xử với đích thứ không có phân biệt, mặc kệ là đích thê sinh hay thiếp thị sinh, chỉ cần là hài tử thì đều được coi là công tử và tiểu thư. Cách đối xử này có tình hơn nhiều so với những hầu môn thế gia trong kinh. Vân phủ có không ít hài tử, nghe nói có hai thân thích từ trong kinh tới đều rất tò mò muốn tới gặp mặt tiếp xúc một phen trong đám hài tử cỡ tuổi với tạ hộ và tạ thiều có hai người thú vị chơi hợp nhau nhất chính là trưởng tôn vân đằng cùng thất tiểu thư vân tụ hai người này tính cách đều hoạt bát hành sự cũng hào phóng vân đằng và tạ thiều thật là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã vân đằng là bá chủ dương châu tạ thiều là lưu manh kinh thành rất có cảm giác thưởng thức lẫn nhau còn vân tụ thì lại yêu thích tạ hộ bốn người thường xuyên cùng tiến cùng lùi cảm tình rất thân thiết Tuy tạ hộ và tạ thiều ở hầu phủ trong kinh thành không có địa vị gì, nhưng ở ngoại gia thì lại được vô cùng hoan nghênh. Rốt cuộc bọn họ cũng xuất thân từ hầu phủ, phủ đệ của công hầu và tể tướng luôn làm người ta cảm thấy cao quý hơn so với các phủ đệ khác. Nhưng thực tế chuyện bên trong thế nào thì chỉ có hai huynh muội tự biết. Tạ thiều lưu lại ở Dương Châu hơn 10 ngày mới bị Vân Thị túc dục trở về kinh. Địch thị cảm thấy vân thị tàn nhẫn quá, đuổi ngoại tôn nhi yêu quý của bà về nhà bà thật sự luyến tiếc vì thế lại lưu tạ thiều ở thêm mấy ngày rồi mới bằng lòng để ngoại tôn nhi rời Dương Châu trở lại kinh. Thành, sau khi tạ thiều đi rồi tạ hộ cũng không cảm thấy cô đơn. Mỗi ngày buổi sáng cùng Vân tụ đi học đường của Vân ra học vài lớp. Buổi chiều hoặc cùng các nàng ra ngoài chơi, họ ở trong phòng đọc sách, luyện chữ, lại mân mê sáng chế mấy loại hương cao nhan phấn gì đó. Cuộc sống cũng không khác biệt gì so với lúc ở trong kinh thành. Ngược lại còn có vẻ tư thái hơn đôi khi nàng sợ vân thị nhớ kinh thành, sợ mẫu thân thương tâm miên man suy nghĩ, bèn thường xuyên qua phòng vân thị ngồi chơi. Hôm nay tạ hộ đi vào phòng vân thị, thấy mẫu thân đang nâng niu hai phong thư, khóe miệng cong thành hình trăng non, trên mặt còn vẻ thẹn thùng, tập trung đọc thư không để ý xung quanh, ngay cả tạ hộ đi đến trước mặt vân thị cũng chưa phát giác. Phải đợi đến khi thị tỳ hương cầm bên cạnh hô một tiếng. Vân thị mới giật mình ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt kiều diễm của tạ hộ đầy vẻ châm chọc dùng ánh mắt ái muội nhìn mẫu thân, Vân thị quẫn bách vội vàng gấp thư lại giả vờ tức giận mắng. Nhà đầu này, sao tiến vào cũng không lên tiếng, thật là không có quy củ. Tạ Hộ thấy mặt mày Vân thị tươi như hoa, đâu có chút nản lòng nào của vị chủ mẫu phải rời nhà tránh mũi nhọn. Hai má đỏ hồng như hoa đào tháng 3, bèn trêu ghẹo ngồi xuống bên cạnh Vân thị nghiêng người muốn lấy thư trong tay bà. Miệng nói, có phải thư của cha hay không? Cho con xem với, Vân thị vội vàng co tay lại, đem thư giấu kỹ vào trong vạt áo, giận dỗi liếc Tạ Hộ một cái. Đi đi đi, tiểu hài tử mà muốn đọc thư gì chứ? Tiên sinh cho công khóa đã làm xong hết chưa? Tạ Hộ thấy Vân Thị không chịu cho nàng xem, bèn biểu môi lẩm bẩm: Cha thật là bất công, chỉ biết viết thư cho mẫu thân, không thèm nhớ rõ nơi này còn một nữ nhi đang cô đơn. Vân Thị trên mặt đỏ ửng không ngừng, đã ba mươi mấy mà thoạt nhìn như mới hai mươi mấy tuổi. Dung mạo vốn đã xuất sắc, lại hợp với biểu tình thẹn thùng của thiếu nữ thật sự vô cùng minh diễm đừng ba hoa nữa đi theo hương như lấy quà kia cha con không viết thư cho con nhưng có gửi quà đó con đừng phân bì nữa mau đi đi tạ hộ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu vậy cũng còn được cũng không uổng công con ngàn dặm xa xôi thay cha bồi bên người mẫu thân vân thị hôm nay nhận được đến hai bức thư tình của tạ cận từng chữ thâm tình từng câu ấm lòng tâm tình của vân thị thật sự rất tốt nên hiện giờ bị khuê nữ trêu ghẹo cũng không tức giận chỉ ngóng trong nhà đầu này có thể hạ khẩu lưu tình không cần chê cười bà thì tốt rồi tạ hộ thấy mẫu thân cao hứng hoàn toàn lộ ra bộ dáng tiểu nữ đang yêu nên nàng cũng thật sự yên tâm xác định tạ cận và vân thị cũng không bởi vì la cẩm tú mà ly tâm từ phần qua tạ cận đưa tới tạ hộ chọn ra một ít gấm vóc cùng hai con dế bằng bạc chuẩn bị mang đi tặng vân đằng và vân tủ sau đó hành lễ với vân thị đang đọc thư lén rồi đi ra ngoài kêu hương cầm và hương như đi theo nàng về phòng kêu trúc tình phụ một tay chọn thêm ít thứ tốt nàng cố ý mang theo từ trong kinh nhập với quà tặng tạ cận vừa gửi tới sau đó kêu hương cầm và hương như đưa đến viện của tần thị nói là tế tử tạ cận hiếu kính mọi người trong phủ tần thị cũng biết tạ cận gửi quà cho vân thị và tạ hộ chỉ là không ngờ thế nhưng còn có nhiều quà như vậy biếu cho mọi người hôm vân thị và tạ hộ trở về đã tặng quà rất phong phú hiện giờ bất quá mới hơn 20, ngày mà lại đưa quà tới thêm người trong phủ phần lớn đều được phân cho một ít, trộm nhìn mặt nhau, bây giờ trong vân phủ không còn ai đồn đãi vân thị và tạ cận phu thê không hợp nên giận dỗi trở về mẫu. Ra, rốt cuộc đâu thấy chỗ nào mà phu thê cảm tình không tốt. Lúc này mới chỉ 20 ngày mà đã sai người mang thư tới lại còn tặng quà nữa. Lời đồn đãi cứ thế mà tự sụp đổ, mà những chuyện này vân thị đều không biết, vốn dĩ bà với người nhà cũng không phải lui tới mật thiết. Trong lòng chỉ lo tưởng nhớ trượng phu mà thôi, tạ hộ đôi khi thậm chí nghĩ rằng nếu có một ngày tạ cận không thích vân thị nữa thì phòng trừng vân thị cũng sống không lâu có người quá lạnh bạc cả đời cũng không tìm được một đoạn tình cảm chân chính rồi cứ thế mà sống tiếp còn có người lại xem tình cảm như mạc yêu cầu sống phải có tình yêu thật giống như cá phải cần có nước không có tình yêu liền sống không nổi tạ hộ cảm thấy vân thị chính là loại người sau người lãng mạn như vậy thì tâm địa sẽ mềm yếu trong đầu không có ý tưởng khác chỉ cần người trong lòng mỉm cười một cái ca ngợi một chút liền đủ để vân thị sống thật vui vẻ tạ hộ để hoa ý lưu kinh thành chỉ mang theo chúc tình đi đến dương châu phòng ngừa nàng không ở kinh thành trong khoảng thời gian này sẽ trở nên có mắt như mù lưu lại hoa ý thứ nhất là có tay trong nhìn chằm chằm sự tình lớn lớn bé bé trong phủ thứ hai còn có thể đem những chuyện này truyền lại cho nàng một hòn đá chung mấy con chim tính tình chúc tình tương đối ổn thỏa ngày thường hoa ý đi ra ngoài đôi lê đôi mách cũng chính là một mình chúc tình chiếu cố ẩm thực và cuộc sống hàng ngày của ta. Hộ, lúc này theo tới cũng không cảm thấy chỗ nào không ổn. Tạ hộ gần đây luôn cùng Vân Đằng và Vân Tụ đi chung với nhau. Nhắc đến Vân Tụ thì phải công nhận nhà đầu này chính là một nhân tài về nghịch ngợm. Vì để một cô nương có thể tiện lợi ra cửa du ngoạn. Vân Tụ bèn đặt may cho bản thân vài bộ nam trang. Các tiểu thư trong phủ đều nói Vân Tụ là người hoang đường không thích chơi với nàng. Khi tạ hộ tới đây, Vân Tụ vốn tưởng rằng Tạ Hộ cũng là loại tiểu thư nũng nịu, không ngờ một cô nương đứng đắn xuất thân từ hầu phủ trong kinh thành như Tạ Hộ thế nhưng cũng là người hoang. Đường trực tiếp mở miệng muốn Vân Tụ cho nàng hai bộ nam trang. Suốt đêm kêu trúc tình sửa lại cho đúng kích cỡ, ngày hôm sau liền công khai mặc vào. Tạ Hộ vốn đã mỹ mạo, mặc vào nữ trang thì thật khuynh quốc khuynh thành, mặc vào nam trang cũng không nhường một tấc, tú khí giống như quân tử lan xuất cốc, khí chất cao khiết, nho nhã không thôi bộ dáng kia quả thực còn văn nhã tuấn tú hơn so với công tử ôn nhuận trên sân khấu kịch cũng may vóc người tạ hộ không cao nếu còn cao hơn một chút mặc vào nam trang gọn gàng thanh nhã này đi ra ngoài tuyệt đối sẽ có người hâm mộ ném vật định tình đầy xe nếu người nào nhìn tạ hộ lúc này cũng sẽ thắc mắc không biết đây là tiểu công tử của quý phủ nào thật là quý khí nõn nà linh khí bức người tạ hộ mặc một thân nam trang khiến vân đằng và vân tụ nhìn ngây người hai huynh muội này bộ dáng cũng không kém Vân Đằng khỏe mạnh lanh lợi, mới 14 tuổi nhỏ hơn tạ thiều một tuổi mà đã cao 6 thước. Nói chuyện thanh âm vang dội như chuông đồng, khí thế hừng hực, nghe nói là bá chủ Dương Châu. Với tên tuổi trưởng tôn của chi phủ thực sự tăng thêm không ít tiền vốn cho hắn bá đạo. Vân tụ dung mạo giống di nương của mình, là nữ tử giang nam dịu dàng điển hình. Ai ngờ tính cách lại di truyền từ phụ thân, lỗ mãng không nói nổi, mở miệng nói chuyện không chừa cửa cho ai. May mắn là người thập phần hiệp khí, chỉ điểm này thôi liền đã rất hợp khẩu vị của tạ hộ. Tạ hộ cùng vân tụ theo vân đằng ra cửa, dù hai người thoạt nhìn yếu đuối mong manh nhưng một đường đi tới cũng không có người nào dám tìm bọn họ phiền. Toái, chỉ cần đôi mắt của vân đằng chừng tới, giống lên giọng nói như chuông đồng thì toàn bộ dương châu địa giới có ai dám không bán mặt mũi cho chi phủ tiểu ra ra. Đây, nhờ cái oai của vân đằng mà tạ hộ cũng thực sự hoành hành vùng quê nhà một phen cho đã nghiền. Vân Đằng còn thật tình xem nàng như muội muội, lại còn cảm thấy muội muội vân gia không dễ thương như biểu muội này bộ dáng giống như tiểu tiên nữ bên người vương mẫu nương nương biểu muội này không những xinh đẹp mà chỉ cần ánh mắt trong trẻo của nàng quét qua một cái thì cứ cảm thấy như nhận được phúc phận lớn nhất của kiếp này biểu muội thật sự mang một vẻ đẹp khiến người không đành lòng khinh nhờn càng quý hơn chính là biểu muội không chê hắn nguyện ý vùng nam tử thô lỗ như hắn đi chơi chung quả thực quá tốt đẹp mấy ngày nay tạ hộ đi tham quan không sót một ngóc ngách nào của thành dương châu náo nhiệt trong lòng liệt ra vài phương án kinh doanh bá tánh dương châu thích hưởng lạc chịu bỏ tiền ăn uống mua sắm may mặc hơn nữa nhờ vào địa phương này tài nguyên dồi dào nên mọi người đều sống rất dư giả ăn gì mặc gì mua gì đều không hề tính toán chi ly tiêu tiền rất rộng rãi nên đương nhiên cũng kéo lên chuyện làm ăn của các cửa hàng trong thành cửa hàng kinh doanh tốt thì thuế thu nhập cũng dồi dào nhờ thế mà nền kinh tế của toàn bộ địa phương càng ngày càng tăng lên. Trong thành Dương Châu, cửa hàng làm nên trò chống nhất gồm có ba tử lầu, ba khách điếm, hai tiệm vải, hai tiệm trang sức, tạ hộ không có hứng thú mở tửu lầu hoặc khách điếm ở nơi này. Hai loại kinh doanh này đều cần phải xuất đầu lộ diện. Hiển nhiên không thích hợp cho một cô nương tới làm nhưng đối với vật liệu may mặc và trang sức nàng ôm hứng thú rất lớn, rốt cuộc nàng đã thông hiểu kiểu dáng xiêm y và mẫu mã trang sức được ưa chuộng của 20 năm sao chỉ cần có thể họa ra được bản vẽ lại tìm nghệ nhân thật giỏi để làm theo thì thật đúng là không sợ bán không được tính cách của tạ hộ nghĩ là làm liền cũng không tính toán gạt vân đằng và vân tụ rốt cuộc thành dương châu là địa bàn của bọn họ có bọn họ giúp đỡ thì sẽ tránh được không ít phiền toái vân đằng và vân tụ bị ý tưởng của tạ hộ làm cho kinh ngạc đến ngây người là ai nói tiểu thư nhà quyền quý ở kinh thành ôn lương đoan trang theo khuôn phép đây rõ ràng có một vị lá gan thật đúng là không nhỏ bất quá nếu tạ hộ nói muốn làm thì Vân Đằng và Vân Tụ sẵn sàng giúp đỡ không do dự. Bọn họ đã sớm thành lập tính cách coi trọng tình nghĩa giúp bằng hữu không tiếc cả mạng sống. Đừng nói là muốn cùng tạ hộ mở cửa hàng, cho dù dù bọn họ đi đánh cướp cửa hàng bọn họ cũng sẽ không hề nhăn mày một chút đi ngay. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 35 của tác phẩm Tạng quân một đời vinh hoa. Edit tuyệt bài bà còm tạ hộ mua một gian cửa hàng hai tầng trên con đường phồn hoa nhất của Thành Dương. Châu, cửa hàng vốn buôn bán trang sức châu báu, chỉ vì lão bản kinh doanh không tốt, ở bên ngoài lại thiếu nợ cờ bạc cách dù, không thể không bán cửa hàng để kiếm tiền chạy nợ, ra giá, giá 5.000 lượng, tạ hộ cũng không trả giá, chỉ nói giá này nàng có thể thuận theo, nhưng muốn lão bản lưu lại tất cả những đồ trang sức còn chưa bán được. Lão bản đang vội vã cần tiền trốn chạy, suy nghĩ trang sức châu báu cũng không thể mang đi, bèn ra giá, giá 500 lượng sẽ bán hết cho tạ hộ. Cuối cùng tạ hộ đồng ý bỏ ra 5.500 lượng mua hết toàn bộ cửa hàng 2 tầng. Nhờ Vân Đằng đi thỉnh sư gia của nha môn làm công văn. Thủ tục mua bán đều hoàn thành đầy đủ. Vân Đằng và Vân Tụ thật sự bị một phen khiếp sợ khi chứng kiến tạ hộ ra tay. Bọn họ vốn tưởng rằng tạ hộ nói muốn mở cửa hàng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Tùy tiệc khai trương một tiệm nho nhỏ để chơi cho vui vậy thôi. Vậy mà thấy tạ hộ vừa ra tay chính là bỏ ra 5.500 lượng bạc. Trong lòng kinh ngạc cảm thán đúng là cô nương xuất thân hầu phủ ở kinh thành có khác thật ra trong lòng tạ hộ đã có sẵn kế hoạch rõ ràng cũng không phải mù quáng bỏ ra một số tiền lớn như vậy vào cửa hàng này dương châu hiện giờ thanh thế phát triển càng ngày càng tốt nghiễm nhiên chính là thành trấn dẫn đầu của giang nam nàng mua một cửa hàng trên đoạn đường phồn hoa nhất cho dù không khai trương tự kinh doanh chỉ cần đem cửa hàng cho thuê hàng năm cũng sẽ không thiệt hơn nữa trước khi mua nàng đã điều tra kỹ càng giá cả của những cửa hàng xung quanh Bình thường cửa hàng một tầng thì tiền thuê một năm bình quân cũng phải 6-700 lượng 5 ngàn lượng mua được một cửa hàng hai tầng thì thật sự coi như quá. Hời, tạ hộ mua cửa hàng xong liền viết thư báo cho tạ thiều. Thực mau cũng nhận được hồi âm của ca ca, kêu tạ hộ đem kế hoạch kinh doanh cửa hàng viết xuống từng hạng mục kỹ càng tỉ mỉ gửi cho mình. Sau đó ở trong thư cũng nhắc đến một ít tình huống ở Kinh Thành. Từ khi các nàng tới Giang Nam, tạ cận liền bắt đầu không trở về phủ, kêu người dọn đồ trong thư phòng của ông mang tới ký túc xá của lại bộ la cẩm tú đi tìm ông vài lần nhưng tạ cận đều không chịu gặp cuối cùng nàng ta không có cách nào khác bèn tới kiếm hình thị làm ầm ĩ không ngờ nữ nhân kia thật to gan dám giáp mặt cùng hình thị cãi tay đôi lại còn mắng bà ta nữa chứ hình thị tức giận đến mức giữa giờ làm việc liền phái người kêu tạ cận từ lại bộ trở về tạ cận thật ra không thiên vị để hình thị theo gia pháp toàn quyền xử trí sau đó cũng hạ lệnh cấm túc la cẩm tú rồi lại trở về lại bộ ngay từ khi nạp tiếp đến nay tạ cận chưa một ngày nào đến phòng la cẩm tú tạ hộ đọc đến đây thực sự thở dài vì la cẩm tú cô nương này tính tình thật lỗ mãng đến bây giờ còn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình dám đến nháo với hình thị thật sự không biết nàng ta đang ở thân phận gì cho dù hình thị có đánh chết nàng ta ở trong phủ la đại nhân cũng sẽ không biết tìm ai khiếu nại đương ra chủ mẫu đánh chết thiếp thị phạm lỗi chỉ là chuyện rất bình thường quan phủ sẽ không quản nói ra cũng không ai đau lòng ai bảo ngươi làm thiếp chứ chỉ trách cô nương này lúc trước quá ngây thơ mà thôi thật ra tạ hộ cảm thấy tạ cận vẫn để lại đường sống cho la cẩm tú sau khi thành thân không hề đi tới phòng nàng ta không có ác ý hành hạ cho la cẩm tú cơ hội sớm một bước nhận rõ bộ mặt thật của tạ cận nếu nàng ta đủ thông minh thì lúc này nên lặng lẽ điệu thấp chỉ là nàng ta cố tình không biết điều dùng thân phận thiếp thị đi khiêu chiến uy nghiêm của đương gia chủ mẫu đây là muốn biến Tạ gia trở thành La gia, coi hình thị thành thân mẫu của nàng ta hay sao? Bất quá tuy chuyện xảy ra như vậy nhưng Tạ hộ lại không cảm thấy thương hại La tiểu thư, bởi vì nàng đã chứng kiến đời trước tỷ tỷ bị buộc gả cho La gia phải chịu tội như thế nào. Là đại nhân đối đãi với tỷ tỷ không hề thiện lương như Tạ cận đối đãi La Cẩm Tú. Khi Tạ Tân gả vào La phủ chỉ mới 15 tuổi, Hai năm sau trở nên tiêu tụy như đã 35, bị bệnh ở chỗ khó có thể mở miệng, không dám nói ra cũng không dám coi đại phu chỉ trong hai năm ngắn ngủn liền biến thành bộ dáng tàn hoa bại liễu. Có thể thấy tạ tân ở La Phủ trải qua những ngày ra sao? Bị lão la đại nhân hành hạ thế nào? May mắn lão la đại nhân hai năm sau liền rơi đài. Nếu không thì tỷ tỷ phòng trừng không sống được đến 30 tuổi. Cho nên đối với người la gia, tạ hộ tuyệt đối không thèm quan tâm bọn họ chết sống thế nào. Nàng cũng mặc kệ tạ cận dùng biện pháp gì dụ dỗ la tiểu thư khiến nàng ta khăng khăng một mực đi. Theo, đây chính là vấn đề cá nhân của la cẩm tú. Thật giống như đời trước tạ hộ nàng đây bị che mắt nên lưu luyến si mê lý chăn, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm, vận mệnh của con người chính là như vậy, chỉ cần sai một ly là đi ngàn dặm, tất cả mọi nhân quả đều do bản thân tự làm tự chịu, không thể đổ lỗi cho người khác, cũng may là nàng có vận khí tốt được trọng sinh, nếu không có phần vận khí này thì cuộc sống bi thảm của nàng đời trước có ai thương hại đâu chứ. Lại qua thêm 20 ngày nữa, những ngày nắng ấm đã trôi qua, Tạ Hộ đang lên kế hoạch cho cửa hàng thì Tạ Thiều từ kinh thành chạy lại đây. Sau khi thỉnh an Tần thị rồi trao lễ vật cho Vân phủ. Tạ Thiều giao quà của Tạ Cận gửi cho Vân thị, ngoài ra còn có hai phong thư mới ra lò. Vân thị nhìn thấy thư thì ánh mắt sáng lên, vội cầm lấy thư tín mặc kệ quà cáp gì đó, trực tiếp trở về phòng đọc thư ngay. Tạ Thiều nhìn mẫu thân nhà mình hành động như một thiếu nữ đang yêu. Không nhịn được hỏi Tạ Hộ, nương làm sao vậy? Tạ Hộ nhún nhún vai, xòe hay, khuôn mặt nhỏ kiều diễm tràn đầy ý cười. Thực rõ ràng, ca không phải người quan trọng, đồ nha đầu thúi, huynh muội đấu võ mồm một hồi. Tạ thiều lần này xin phép tới đây lấy lý do là nhớ mẫu thân. Nhưng mục đích chính là vì muốn xem cửa hàng tạ hộ mới mua. Đưa quà xong hai huynh muội liền hẹn nhau ra cửa, tạ hộ vào thay nam trang của vân tụ đưa. Khi bước ra thiếu chút nữa khiến tạ thiều kinh ngạc đến rất cầm. Cứ chỉ vào tạ hộ thật lâu nói không ra lời, dọc đường đi tạ thiều nhịn không được cứ ngó vào xe nhìn nàng bị ngắm mãi khiến tạ hộ cũng thấy phiền bèn thả mạnh kiệu xuống hôm nay không phải ta tới một mình ta còn đưa tới một người giành nề cửa hàng mua bán được không cứ để huynh ấy liếc mắt một cái là nhìn ra ngay tạ hộ từ trong kiệu bước ra tạ thiều cũng xoay người xuống ngựa ghé vào tai nàng nói một câu như vậy tạ hộ cảm thấy kỳ quái hỏi cái gì mà người giành nề muội đã gặp qua chưa tạ thiều không trả lời thắc mắc của tạ hộ mà lướt qua nàng đi trước vài bước ôm quyền chào hỏi yến uy huynh đã đợi lâu tạ hộ nghe được ba chữ kia thì ra đầu lại bắt đầu tê dại một trận như cái máy quay đầu lại quả thực liền nhìn thấy đối diện với tạ thiều là một công tử vững trái như tùng diện mạo chói sáng như vầng nhật nguyệt thầm hấp chắp tay sau lưng đang ngẩng đầu nhìn cửa hàng hai tầng nàng mới mua một bộ tsm gấm trúc đen càng làm bộ dáng thanh nhã quý khí tăng lên thành siêu phàm thoát tục nghe thấy tạ thiều kêu nên thầm hấp quay đầu lại lướt qua tạ thiều liếc nhìn tạ hộ đang đứng ngây ngốc trước cổ kiều đôi mắt đen nhánh của thầm hấp híp lại, chỉ cảm thấy cô nương đang đứng trước kiểu dường như cao hơn một chút. Thân thể cũng bắt đầu dậy thì, vai hẹp eo nhỏ, một thân nam trang làm tôn thêm vóc dáng của nàng. Tuy rằng trước ngực còn chưa quá nhiều nhấp nhô, bất quá tư thái tuyệt mỹ thật khiến người ta khó có thể không ghé mắt nhìn. Gương mặt trắng nõn lộ vẻ thông minh linh hoạt, một khuôn mặt như vậy lại mặc vào nam trang, tuyệt sắc giai nhân mà muốn biến thành khó phân biệt nam nữ. Nhưng thật ra nàng lại không biết, kiểu giả trang giấu đầu lòi đuôi như vậy ngược lại sẽ kích thích tính chiếm hữu của nam nhân. Thẩm Hấp bất động thanh sắc cong cong môi, nhà đầu này thật là càng lớn càng dụ hoặc. Tạ Hộ líu díu đi tới trước mặt Tạ thiều và Thẩm Hấp. Nghĩ tới nghĩ lui rồi mới quyết định dựa theo lễ nghi của tiểu thư khuê các hành lễ với Thẩm Hấp. Thanh âm nhỏ xíu như tiếng mũi vo ve, Thẩm công tử cũng tới. Tạ Thiều nhìn muội muội đột nhiên trở nên đờ đẫn, cho rằng bệnh hoa si của nàng lại tái phát, bèn lắc đầu đầy đầy nàng nói: "Ai ra, đã mặc vào nam trang rồi còn e dè gì nữa chứ. Mau đưa chúng ta vào nhìn một cái coi rốt cuộc là cửa hàng gì. Để xem 5 ngàn lượng của muội có đáng giá không. Tạ hộ thập phần muốn nhấc chân đá một phát vào vị ca ca đang gào to này. Nhưng ngại có chủ tử ở đây nên không dám lỗ mãng Cầm chìa khóa mở cửa mời bọn họ đi vào. Sau khi dạo qua lầu trên lầu dưới một vòng, tạ thiều đứng ở trước cửa sổ lầu 2, đẩy ra cửa sổ phía tây nhìn xuống thăm dò cảnh trí dưới đường. Gật đầu nói, địa điểm này cũng khá lắm yến nghi huynh cảm thấy thế nào thẩm hấp đi ngang qua bên cạnh tạ hộ bèn dừng lại nhìn nàng một cái chỉ thấy tạ hộ đang cúi đầu bộ rắng y như lão tăng nhập thiền đứng qua một bên may mà biết đây là muội muội của tạ thiều nếu không thì thẩm hấp sẽ cho rằng nàng là tỷ nữ của nhà ai tới đây từ thần thái đến động tác không có chỗ nào là không giống một tỷ nữ tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn nàng tạ hộ nhanh chóng nâng mi liếc nhìn một cái vừa vặn bắt gặp một đôi mắt đen thâm thúy dường như có thể khiến người chết đuối trong đó đang nhìn nàng tim. Tòi, tạ hộ giật bắn mình vội vàng cục mi nhìn xuống, thầm hấp thấy nàng tránh đi ánh mắt của mình trong lòng không khỏi thất vọng một chút. Vừa lúc nghe tạ thiều hỏi liền lên tiếng đáp, ta thấy tạm được, cửa hàng này nằm trong khu thị tư náo nhiệt, Năm ngàn lượng bỏ ra rất đáng giá. Tạ thiều vừa nghe người dành nghề khen như vậy cũng thấy cao hứng bắt đầu xoa xoa tay. Đi đến bên cạnh tạ hộ dùng bả vai đẩy đẩy nàng. Tạ hộ hết nhẫn nại nổi với vị ca ca này, dương mắt trừng tả thiều một cái, đôi mắt to như hai giếng nước trong, lông, mì thật dài che lấp thẹn thùng, thầm hấp thu vào mắt biểu tình thoáng qua của nàng. Không nói gì chỉ cúi đầu bắt đầu vuốt ve chiếc nhẫn bạch ngọc đeo ở ngón tay cái. Tạ hộ đột nhiên thoáng thấy động tác này của chủ tử. Trong lòng kinh hãi một trận chỉ có những lúc chủ tử suy nghĩ vấn đề quan trọng mới vuốt ve nhẫn ban. Chỉ đôi tay kia thoạt nhìn trắng nõn con dài oánh nhuận mang vẻ quý trọng không ai dám xâm phạm, đời trước Tạ Hộ đã từng ngây ngốc nhìn đôi tay này. Hôm nay lại một lần nữa lâm vào ma trướng của đôi tay kia. Vội vàng hồi tỉnh đưa mắt tránh đi, ngũ cô nương muốn dùng cửa hàng này mở tiệm trang sức châu báu sao? Thanh âm ôn nhã như ngọc của Thẩm Hấp vang lên trong cửa hàng trống trải. Tiếng vọng như đang đánh vào màng nhĩ của Tạ Hộ rồi đi vào trong tim, càng làm tăng thêm áp lực khiến Tạ Hộ phải liều mạng nhịn xuống cảm giác muốn quỳ xuống. Căng ra đầu đáp, "Vâng." đã có quyết định đó, thầm hấp không nói gì, bộ dáng thâm trầm khó hiểu đi tới bên cửa sổ lúc trước tả thiều đứng. Ghé mắt nhìn xuống đường, ngón tay vẫn đang vuốt ve chiếc nhẫn bạch ngọc đeo ở ngón cái. Bản kế hoạch mà muội viết ra Duy Trinh cũng có đưa ta xem qua. Ý tưởng thực mới mẻ độc đáo, quy trình tiến hành cũng rất tường tận, bất quá cũng có một vài điểm cần chú ý tiệm châu báu tuy rằng nhìn có vẻ như dễ kinh doanh, nhưng sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề liên quan trong nghề nếu muội muốn lẻ loi vận hành một mình, phải mất 3 4 năm nữa mới tạo dựng được danh tiếng. Thẩm Hấp thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài đường, quay lại dựa người vào thành cửa sổ, ánh mắt chuyển tới trên người Tạ Hộ, bộ dáng tuấn giật lỗi lạc, khóe môi khẽ nhách lên, thanh âm ôn nhã như ngọc tiếp tục nói, chi bằng để ta cùng góp vốn, chuyện vận hành giao cho ta, muội chỉ phụ trách việc thiết kế kiểu mẫu, ta sẽ tìm người sản xuất, muội thấy thế nào? Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 36 của tác phẩm Tặng quân một đời vinh hoa. Edit tuyệt bài bà còm chi bằng để ta chung vốn. Tạ hộ nghe được lời này kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngốc ngốc nhìn thẩm hấp, thật lâu sau cũng không lên tiếng, vẫn là tạ thiều kịp phản ứng trước. Kinh hỉ nói, thẩm công tử nguyện ý chung vốn, đó là không thể nào tốt hơn. Huynh muội chúng ta thuộc loại giữa đường xuất ra không biết niệm kinh. Đi theo thẩm công tử dĩ nhiên không sai được rồi. Nghe tạ thiều nói, thẩm hấp không tỏ ý kiến, chỉ là trên môi vẫn giữ nụ cười, ngón tay vỗ về chiếc nhẫn bạch ngọc, ánh mắt vẫn đặt trên người tả hộ đang ngốc lăng, thầm hấp cảm thấy nhà đầu này thật là thú vị, ngày thường nhìn cũng tương đối khôn khéo, đối đãi với người khác cũng thập phần tự nhiên, nhưng chỉ duy nhất khi đối diện với mình thì nàng lại dường như tăng cao sự phòng bị lên 100 lần, thật giống như nếu không cẩn thận đối đãi thì mình sẽ giết nàng ngay lập tức. Thầm hấp đã tự xét lại rất nhiều lần, xác định chính mình không hề làm bất luận chuyện gì khiến nàng sợ hãi. Tạ Thiều thấy muội muội nhà mình trở nên ngớ ngẩn bèn đi qua búng vào chán nàng một cái. Tạ Hộ đột nhiên hoàn hồn, che lại cái chán trừng mắt về hướng Tạ Thiều vừa bắt nạt muội muội. Quỷ khuất nhe hàm răng tuyết trắng sáng bóng ra gầm gừ với ca ca. Biểu tình đáng yêu giống như một con mèo nhỏ xù lông. Rõ ràng không hề có lực quy hiếp nhưng cố tình phải làm ra bộ dáng hung mãnh. Khiến người nhìn không nhịn được phải phì cười. Ngũ cô nương không muốn cùng thẩm mộ ăn chung khối thịt này sao? Tạ hộ cực kỳ quẫn bách nàng đương nhiên hiểu rõ chủ tử nói ăn chung khối thịt là có ý gì. Nhưng khổ nổi thấy chủ tử nghiêm trang nhìn chằm chằm nàng hỏi ra câu kia. Bỗng nhưng lại khiến tạ hộ sinh ra một cảm giác mập mờ. Trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng e lệ, tạ thiều thấy thế liền biết muội muội nhà mình lại phát bệnh. Rõ ràng một câu thật bình thường nhưng khi người trong lòng nói ra tựa hồ liền thay đổi ý vị. Tạ thiều sợ muội muội bỏ qua cơ hội này, đang muốn mở miệng lần nữa thì thấy muội muội nhà mình rốt cuộc phục hồi tinh thần đã lên tiếng thẩm công tử nói qua lời, chỉ cần thẩm công tử thích, ngay cả gian cửa hàng này đưa cho công tử cũng còn được. Làm sao lại không muốn chứ, tả thiều trừ thầm trong lòng, nhà đầu này không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng thật khiến hắn CMN khiếp sợ có biết hay không. Thật đúng là không coi chính mình như người ngoài, một cửa hàng bỏ ra 5.500 lượng bạc mà muốn trao cho người trong lòng. Nhà đầu này thật đúng là hào phóng, thẩm hấp nghe xong cũng phải nhuền miệng cười, lý do chữa thẹn của nhà đầu này thật ngớ ngẩn. Không nhìn thấy huynh trưởng nhà nàng đang có biểu tình muốn nhào tới cắn chết nàng sao? Thẩm Hấp lại mở miệng nói, nếu ngũ cô nương nguyện ý, vậy thì chúng ta liền liên kết khai trương cửa hàng này thật rực rỡ. Tốt không? Thẩm Hấp đi tới trước mặt Tạ Hộ, hơi cong lưng, dí sát khuôn mặt tuấn tú của mình trước mắt Tạ Hộ. Thật đúng là chưa gì đã dùng bộ điệu đại ca ca đối đãi tiểu muội muội nói chuyện với nàng. Tạ Hộ chỉ cảm thấy quả tim của mình sắp sửa từ trong lồng ngực vọt ra khỏi cổ họng rồi nàng quả thực một ngàn một vạn lần không dám cùng chủ tử đối diện như vậy. Vội vàng rũ mi xuống trột dạ chớp chớp mắt, ánh mắt quẹo trái quẹo phải không dám nâng lên nhìn gương mặt chủ tử gần sát mặt mình. Thẩm hấp nhìn khuôn mặt nhỏ gần trong gang tắc, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Một loại cảm xúc kỳ dị chậm rãi thức tỉnh trong cơ thể khiến bản thân thẩm hấp cũng phải kinh sợ. Cũng may từ trước đến nay thầm hấp không hề để hỉ nộ hiện ra trên mặt. Tuy rằng kinh ngạc đối với phản ứng của chính mình nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài lập tức thẳng lưng lên, quay đầu nhìn thoáng qua tạ thiều đang sờ soạn xem xét cửa hàng. Âm thầm che giấu tâm tư kỳ quái của mình, lui về phía sau vài bước, sau khi thầm hấp thối lui tạ hộ mới cảm thấy không khí quanh mình lưu thông trở lại. Nàng giống con cá bị thiếu nước hít thở mấy hơi thật sâu, nuốt nước miếng vài lần để bình tĩnh lại, tạ thiều dạo qua một vòng rồi đi tới bên cạnh hai người. Thấy khuôn mặt nhỏ kiều diễm của muội muội nhà mình cúi xuống, mũi mắt xem tâm đôi tay cung kính úp lên nhau đặt ở trước người một bộ dáng y như đại a đầu khiến hắn mất cả mặt mũi tạ thiều nhìn qua thì thấy thẩm hấp lại nhìn ra đường phố tạ tiêu cho rằng thẩm công tử đang tư duy về vấn đề cửa hàng bèn không quấy dày chỉ đứng một bên lẳng lặng chờ một lát sau thẩm hấp mới quay người lại liếc mắt nhìn tạ hộ một cái rồi mới bình tĩnh nói vậy ngày mai chúng ta hãy hẹn gặp ở chỗ này bàn bạc thật rõ ràng về chuyện cửa hàng bản kế hoạch của ngũ cô nương viết rất tốt bất quá ta còn có một vài nghi vấn ngày mai mời ngũ cô nương cùng đến đây trình bày cho ta toàn bộ ý tưởng của hai vị rốt cuộc sau này đây sẽ là cửa hàng của ba người chúng ta bất kỳ sự tình lớn lớn bé bé gì cũng phải tụ lại trao đổi với nhau mới được vị thầm hấp này thật có một loại khí thế vương giả bẩm sinh đây là điều tạ thiều thầm đánh giá sinh ra đã có sẵn năng lực lãnh đạo một khi mở miệng là có thể kiến người khác vì huynh ấy vượt lửa qua sông giúp đỡ không tiếc cả mạng sống mà bản thân huynh ấy cũng là loại người không chỗ nào không khiến người khác kính phục. Làm cho mọi người cam nguyện nghe huynh ấy sai phái. Tạ Thiều lập tức hưởng ứng. Được được được, ngày mai chúng ta liền đem hết mọi tư liệu đến đây. Ba người chúng ta bàn bạc một phen, sau này còn phải dựa vào Yến tuy huynh nhiều hơn thưa thẩm đại lão bàn. Hắc hắc, thẩm hấp đối với công phu vỗ mông ngựa của Tạ Thiều cũng không phản cảm. Gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua Tạ Hộ, sau đó mới xoay xoay nhẫn bạch ngọc trên ngón cái nói vậy hôm nay đến đây thôi ta còn có việc ngày mai giờ mùi gặp lại tạ thiều liên tục gật đầu được huynh muội chúng ta nhất định đúng giờ chờ đại giá thẩm hấp không nói gì nữa xoay người đi xuống thang lầu tạ thiều đang chuẩn bị kéo theo tạ hộ đang giống như bị phát ngốc không ngờ thẩm hấp vừa mới bước xuống một bậc thang thì nhà đầu này liền nhanh như thỏ phóng đến đi theo sau thẩm hấp đây là chủ động đi tiễn người nhà đầu này còn nói dám nói không có ý gì với thẩm huynh xem bộ dáng ân cần kia kia tạ thiều ở dài sâu kín lo lắng cho bệnh hoa si của muội muội nhà mình thật ra thân làm ca ca sau hắn lại không muốn giúp đỡ muội muội trèo lên cành cây của thẩm đại lang chứ chỉ là thẩm huynh này chỗ nào cũng tốt tuy nhiên theo lời đồn thì huynh ấy có một vấn đề mà vấn đề đó là lên không được sợ muội muội cứ thế mà lâm vào si mê cuối cùng sẽ bị thương tổn quá sâu tạ thiều theo sau xuống lầu thấy tạ hộ đã đưa thẩm hấp ra tới ngoài cửa tạ thiều biến lại cùng thẩm hấp cáo biệt một người có bộ dáng như hộ vệ dắt ngựa đến cho Thẩm Hấp. Hộ vệ kia ít khi nói cười, bên má phải có một vết sẹo rất sâu, nhìn vết sẹo này khiến Tạ Hộ lập tức nhớ ngay tới thân phận của người này nhiều năm sau chính là thống lĩnh ngự tiền thị vệ nhiếp. Nhung, hóa ra lúc này hắn đã ở bên người chủ tử hầu hạ. Nhưng vì sao lúc trước không gặp qua hắn? Sau khi tiến Thẩm Hấp đi rồi, ánh mắt Tạ Hộ còn nhìn chăm chăm theo phương hướng bọn họ rời đi. Tạ Thiều thở dài cam chịu, lắc đầu đẩy đẩy muội muội nói: đừng nhìn nữa, người đều đi mất rồi. Ta nói tật xấu cứ thấy nam nhân liền phát ngốc của muội có thể sửa đổi hay không? Không thấy khó coi à? Tạ hộ lười cùng ta ca thảo luận đề tài này, dùng tầm hất về hướng thẩm hấp và nhiếp nhung rời đi. Hỏi tạ thiều, người kia là ai? Tạ thiều theo ánh mắt của nàng nhìn lại, liền thấy bóng dáng oai hùng bất phàm của nhiếp nhung. Trả lời, hắn đấy à, chắc là bảo tiêu của thẩm huynh, lúc trước chưa thấy qua hắn, là mới đi theo bên người thẩm huynh thôi hình như sau khi thẩm huynh đậu trạng nguyên mới thấy bảo tiêu này xuất hiện. Có lẽ do định quốc công cố ý tìm tới bảo hộ cho thẩm huynh. Dù sao cũng là trạng nguyên, nhìn toàn bộ thiên hạ tổng cộng có bao nhiêu nhân tài đậu trạng nguyên đây chứ. Bảo vệ cũng đúng thôi, tạ hộ tu mát, đối với phòng đoán này của tạ thiều không hề đồng ý. Lại khịt mũi coi thường tạ thiều đem thống lĩnh ngự tiền thị vệ tương lai nói thành một giới bảo. Tiêu, bỗng nhiên nàng nhớ tới một chuyện, đột nhiên ngẩng đầu đối diện với tạ thiều, ngại chưa đủ còn giơ tay đẩy đẩy ca ca lạnh giọng hỏi ca ca sao lại thế này vì sao dẫn thẩm công tử cùng nhau tới chuyện cửa hàng cũng là ca nói cho huynh ấy biết à tạ thiều bị dồn hỏi một phen cũng không ngại cười sang sảng trả lời à ta cùng thẩm huynh là nửa đường gặp được ta tới dương châu tìm muội còn huynh ấy tới dương châu coi hàng hỏi thăm thấy cùng đường nên đi chung với nhau trên đường cùng huynh ấy nói chuyện làm ăn ta đưa bản kế hoạch của muội cho huynh ấy đọc sau đó ta bèn mời huynh ấy cùng nhau đến xem cửa hàng, thấy muội muội nhà mình lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tạ Thiều còn nói thêm, được rồi, muội cũng đừng dối rắm thẩm huynh nói đúng, chúng ta tuy rằng có một ý tưởng thực tốt, chỉ là bắt tay vào làm thật không dễ dàng, các loại rắc rối chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm để trải qua. Nơi này lại là Dương Châu, không phải địa bàn của ta, kinh thành thì ta rất quen thuộc nhưng Dương Châu ta lại không thân. Có thẩm huynh gia nhập thì chúng ta cũng bớt lo, ít nhất có thể yên tâm hơn hiếm có ai được huynh ấy coi trọng, vậy mà huynh ấy lại chấm trúng cửa hàng của chúng ta. Muội không biết huynh ấy làm ăn lớn cỡ nào đâu, thuộc hạ nhân mạch trải rộng trời Nam Biển Bắc, thật không biết sao huynh ấy lại có thể có đầu óc đến thế. Cũng cùng là người mà sao lại khác biệt lớn như vậy. Tạ Thiều vừa nói vừa ảo não sờ sờ cầm của mình. Thực rõ ràng mẫu nào đó đang tự mình đau khổ khi nghĩ đến câu cũng cùng là người kia. Thật sự cùng là thanh niên, vậy mà thầm hấp 16 tuổi chúng giải nguyên, 17 tuổi đỗ trạng nguyên, kinh doanh trải rộng trời Nam Biển Bắc, xuất thân thế gia huân quý đỉnh nhất, trong tay lại có núi vàng núi bạc nhìn nhìn lại tạ thiều mình. Đây, xuất thân không cao, học hành không xong, buôn bán chậm rụt, thật là khác nhau một trời một vực mà, không thèm để ý tới ca ca đang tự thương tự oán. Tạ hộ xoay người đi khóa cửa, tạ thiều vẫn còn tiếp tục lầm bầm, muội nói xem, huynh ấy đang êm đẹp giữ thân phận đích trưởng tử của định quốc công phủ. Tại sao lại luẩn quẩn trong lòng nhảy ra kinh doanh chứ? huynh ấy đâu phải thiếu tiền giống chúng ta, định quốc công phủ muốn cái gì mà không có, huynh ấy lại là đích trưởng tử, tước vị định quốc công sau này đều chạy không thoát khỏi tay huynh ấy. Vậy mà huynh ấy phải phí tâm như vậy làm gì, tạ hộ không để ý tới ca ca, chui vào cỗ kiệu, tạ thiều ấy muội muội không thích nói chuyện với mình, cũng không biết tự giác im miệng, xoay người lên ngựa đi bên cạnh cỗ kiệu của nàng tiếp tục lầm nhầm lầm bầm. Tạ hộ lúc này không còn tâm trí để nghe ca ca lầu bầu nàng đang giàu dĩ vì cuộc hẹn ngày mai, vốn nghĩ rằng một đời này mình sẽ tự kinh doanh thật tốt. Sẽ không để nhị phòng tạ ra chịu kết cục thảm bại Chỉ cần tạ cận và tạ thiêu vững chân thì tương lai nàng cũng không đến nỗi cùng đường phải vào cung hầu. Hạ, nàng cho rằng đời này sẽ không có bất cứ liên hệ gì với chủ tử. Cùng lắm chạm mặt thì hành lễ rồi thôi. Vậy mà xét theo tình hình hiện giờ, coi bộ nàng vẫn còn nô duyên chưa cạn với chủ tử chẳng lẽ cuối cùng nàng vẫn không thoát được vận mệnh vào cung hầu hạ làm trâu làm ngựa cho người. Ta, suốt ngày nơm nớp, lo sợ mất mạng, chuyện này thật sự không có gì để cao hứng nổi, nếu không phải trong nhà thật không còn cách nào khác, nàng vốn là một tiểu thư được người ta hầu hạ, vì sao phải vào cung làm chuyện hầu hạ người khác ăn bữa hôm lo bữa mai đây chứ? Nàng vốn đâu phải là thân phận ti tiện, càng nghĩ càng suy sụp, tạ hộ dựa vào vách của cỗ kiểu, không tiếng động thở dài, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 37 của tác phẩm Tạng quân một đời vinh hoa. Edit tuyệt bài bà còm tuy rằng trong lòng vẫn còn thập phần mâu thuẫn. Nhưng tạ hộ thực sự không có lá gan lớn đến nỗi có thể tự tin mà cự tuyệt. Hơn nữa tạ thiều suốt một buổi tối giám sát tạ hộ như tù nhân. Ngày hôm sau sau giờ ngọ, tạ hộ mang theo tư liệu tường tận đi cùng tạ thiều đến cửa hàng. Thẩm hấp đúng hẹn đến vào giờ mùi. Hôm nay thẩm công tử mặc một bộ TSM màu trắng hoa lê rất thanh nhã y phục đơn giản nhưng lại hiển lộ vẻ quý khí vô biên rất xứng với dung nhan tuấn ngạt điên đảo chúng sinh đi trên đường hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của giống cái già trẻ đều bị tạ hộ đã chừa ra một nhã gian ở lầu hai tuy rằng còn chưa kịp bố trí trang hoàng nhưng tất cả trà cụ đều do nàng từ kinh thành mang đến sau khi giờ ngọ tới nơi tạ hộ liền đoán chắc thời gian chuẩn bị pha trà nàng biết thói quen của chủ tử là tuyệt đối không bao giờ đến trễ đời trước khi chủ tử triệu kiến thần tử nói giờ nào chính là giờ đó, tuyệt không sớm muộn nửa phân, quả thực đến đúng giờ mùi. Tạ hộ cửa sổ của Nhã Lan ở lầu 2 nhìn thấy Thẩm Hấp và Nhiếp Nhung nối đuôi nhau mà tới. Nàng hít sâu một hơi, như chuẩn bị nghênh đón đại địch đi xuống lầu. Tạ Thiều đang ở dưới lầu kiểm kê đồ trong cửa hàng. Thấy bộ dáng khẩn trương của muội muội, liền biết nhất định Thẩm Đại Lang đã tới. Nhìn muội muội cẩn thận chặt chẽ tự mình ra cửa nghênh đón. Tạ Thiều thực sự thở dài, thẩm hấp mới vừa xoay người xuống ngựa để nhiếp nhung dắt hai con ngựa đi liền thấy tạ hộ từ trong cửa hàng đi ra ngoan ngoãn đứng bên cạnh cửa chờ đợi hôm nay nàng mặc một váy hoa xòe cực kỳ có quy phạm khuê tú tóc được búi xoắn ốc tinh xảo chỉ dùng một dây tơ vàng thật nhuyễn quấn quanh búi tóc nhìn giản dị chất phác nhưng vô cùng quy củ một gương mặt nhỏ căng thẳng tràn đầy thành tâm tôn kính đón chào thẩm hấp vào cửa hàng mời lên lầu hai tạ thiều mời thẩm hấp ngồi xuống sau án thư tạ hộ lập tức liền đưa thẩm hấp một chiếc khăn ấm áp để lau tay sau đó đứng một bên bưng trà rót nước cho bọn họ bận rộn một hồi tạ hộ mới phục hồi tinh thần ngồi ở góc xa nhất của án thư cầm một tách trà chờ được hỏi tới có gã say vặt chạy lên lầu tới tìm tạ thiều ở bên tai hắn nói mấy câu thì tạ thiều vội đứng lên xoay người nói với thẩm hấp thẩm huynh bên ngoài xảy ra chút chuyện nếu không huynh cứ xem qua tư liệu trước để xử lý xong liền trở về dù sao tất cả tư liệu này đều do sám muội viết ra. Nếu huynh cảm thấy có gì không ổn cứ việc hỏi nàng. Đệ đi một chút sẽ về ngay. Tạ hộ đột nhiên ngẩng đầu nhìn vị ca ca không nghĩa khí này. Còn thầm hấp thì đầu cũng không nâng lên. Chỉ gật gật, ánh mắt vẫn dán vào chồng tư liệu trước mặt. Tạ thiều tu hồ thật sự có việc. Vội vã rời đi, chỉ nghe thang lầu vang lên tiếng nệ bước cộp 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 một lúc rồi không còn tiếng động gì khác. Thầm hấp vừa uống trà vừa đọc tư liệu trước mắt cứ xem từng tờ từng tờ một cách rất cẩn thận tạ hộ tuy rằng ngồi nhưng lại như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than sau đó bèn dứt khoát đứng lên phát hiện đứng dậy so với ngồi xuống thoải mái hơn nhiều đời trước nàng từng luyện liền một thân bản lĩnh để hầu hạ ngự tiền phải biết ngưng thần tĩnh khí hô hấp nhẹ nhàng không gây ra tiếng động sức chịu đựng cũng phải dẻo dai đôi khi chủ tử phê sổ con phê xong một chồng là hết một buổi các cung nữ hầu hạ ngự tiền chỉ có thể đứng yên như vậy phải biết đoán chắc thời gian châm trà thêm nước cho chủ tử. Phải có nhãn lực thông suốt để biết được chủ tử muốn lấy cái gì. Trước đó phải lấy thật chính xác để đưa cho chủ tử. Chỉ với nhãn lực đó mà tả hộ phải luyện ước chừng nửa năm mới thành thục. Chỉ cần chủ tử lộ ra một biểu tình là nàng có thể biết chủ tử muốn cái gì. Tỷ dụ như chủ tử nâng tay phải sờ môi dưới, như vậy động tác tiếp theo chính là muốn vươn tay phải lấy chén trà. Chén trà này không thể đặt quá xa để chủ tử với tay không đến lại cũng không thể đặt quá gần khiến chủ tử không lưu ý dễ dàng chạm vào. Khoảng cách khống chế so với thước may của thượng y cục còn chính xác hơn. Đương nhiên, hiện tại không phải ở trong điện nguyên dương, nhưng cũng không thể quá thiếu cảnh giác mới được. Tạ hộ âm thầm hít sâu một hơi, ngưng thần tĩnh khí, đem tất cả tinh thần đều đặt trên người chủ tử. Mặc kệ nói thế nào thì trong lòng tạ hộ vẫn có một chút hưng phấn kỳ lạ. Cảm giác này hình như liên quan đến trước nghiệp nàng đã làm mười mấy năm cực khổ tôi luyện ra một thân bản lĩnh nếu đột nhiên từ chức ở nhà để đó không dùng một vài năm nàng lại một lần nữa lên đài bèn phát hiện chuyện gì mình làm vẫn rất thuận buồm xuôi gió trình độ chức nghiệp không hề thuyên giảm một chút nào loại cảm giác hãnh diện này nháy mắt lấp đầy con tim kỳ thật cảm thấy không tệ chút nào lúc vừa bát đầu thẩm hấp còn không chú ý tới tạ hộ một lòng bị hấp dẫn bởi kế hoạch nàng viết ra không thể không công nhận muốn viết được một kế hoạch như vậy thì nhà đầu này xác thật có bản lĩnh từ hướng đi trong tương lai của cửa hàng đến việc nên phát huy mặt hàng nào nàng đều có thể nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ viết. Xuống, tư tưởng vừa mới lạ lại không thiếu phần đáng tin cậy. Nếu để cho thẩm hấp mình viết phòng chừng cũng chưa chắc có thể viết được tường tận như vậy. Dư quang trong khóe mắt quét qua nữ hài nhi đang đứng như lão tăng nhập thiền cách đó không xa không. Gần, với lứa tuổi 12 đúng ra còn rất ngây ngô, nàng lại có một loại ổn trọng siêu thoát khỏi lứa tuổi. Khuôn mặt không có sự bộp chộp của nữ hài nhi cùng tuổi nên có, Ngược lại là sự trầm ổn ngay cả người lớn cũng hổ thẹn không bằng. Đem tư liệu trong tay khép lại, Tạ Hộ giống như trên đỉnh đầu mọc thêm đôi mắt, đi đến trước mặt Thẩm Hấp thu dọn gọn gàng những trang giấy bầy loạn. Có người tiếp nhận nên Thẩm Hấp cũng để kệ cho nàng làm. Bưng lên một tách trà hơi nóng nhưng nhiệt độ lại rất thích hợp để uống vào miệng. Trong lòng Thẩm Hấp lại thêm một trận kinh ngạc, lúc nãy nàng tới đổi trà khi nào mà mình không hề hay biết. Chẳng lẽ nàng có thể biết mình sắp xem xong rồi? mà xem xong rồi thì nhất định sẽ uống trà. Thời gian tính toán cực kỳ chuẩn xác, sớm một chút thì trà quá nóng, trễ một chút thì trà quá nguội, chờ đúng lúc mình nghỉ tay cầm chén trà lên vẫn có thể bảo đảm độ ấm thích hợp như vậy. Chuyện này nếu không phải trùng hợp thì chỉ có thể nói cô nương này tâm tư quá kín đáo. Nghi hoặc híp híp mắt, thầm hấp bất động thanh sắc uống trà, trước đó không chú ý tới những việc này. Nhưng bây giờ thầm hấp lại tính toán nhìn xem cô nương này rốt cuộc vì cái gì mà phải dụng tâm đối xử với mình như. Vậy, Tạ hộ thu thập xong những trang giấy, sắp xếp gọn gàng thành một sấp chỉnh tề đặt ở góc trái trên án thư trước mặt thẩm hấp. Thẩm hấp buông chén trà, nhìn nhìn tạ hộ, chỉ chỉ vào chỗ ngồi đối diện nói, muội ngồi đi, tạ hộ hơi dương mắt lên, chủ tử ban ngồi thì vốn dĩ nàng phải quỳ tạ, bất quá tình huống lúc này thực rõ ràng không để cho nàng chu toàn lễ nghĩa như vậy. Nàng cũng chỉ hơi cúi đầu với thẩm hấp xem như cảm tạ, nhẹ nhàng ghé mông ngồi xuống, thẳng lưng lên, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chờ chủ tử hỏi chuyện. Tư liệu này muội viết thật không tệ, có mấy vấn đề giao cho ta giải quyết là tốt rồi. Thể theo hướng phát triển của của hàng muội đưa ra ta cũng rất tán đồng. Làm kinh doanh vốn không nên bảo thủ không chịu thay đổi. Phải can đảm cẩn trọng dũng cảm sáng tạo, muội làm, thật hoàn hảo, tạ hộ nghe xong lời ca ngợi cũng không cao ngạo không nóng nảy. Lại đứng lên hành lễ nhỏ nhẹ đáp một tiếng, vâng, thẩm hấp hít sâu một hơi chỉ cảm thấy mình hiếm khi gặp được loại nữ tử mà không biết phải đối thoại như thế nào. Nữ nhân trong phủ thì từ trước đến nay đều không nhiều lời. Nữ nhân ngoài phủ thì vừa gặp đã muốn dính lên người thẩm đại công tử. Chỉ có nàng lại thật bất đồng, tuy nhìn vô tâm nhưng lại rất để bụng đến mọi hành vi cử chỉ của mình nếu nói có tâm cũng không đúng vì thái độ của nàng rõ ràng có tính kháng cự cách xa vạn. Dạm, vừa lạnh vừa nóng, thật sự khiến người không thể nào đoán được tâm tư, thẩm hấp xác định bản thân cũng không thích loại cảm giác vô pháp khống chế này càng đừng nói đối phương vẫn là một tiểu cô nương 12 tuổi. Muội lại đây ta muốn cùng muội thảo luận một chút, có vài chỗ có vấn đề. Thẩm Hấp đứng lên bước ra từ sau án thư, y muốn nhường chỗ cho Tạ Hộ ngồi vào. Tạ Hộ cảm thấy có chút không ổn nhưng cũng không dám cự tuyệt. Đứng lên đi đến phía sau án thư ngồi xuống, chỉ thấy tay dài của Thẩm Hấp duỗi ra cầm sấp giấy đưa đến trước mặt Tạ Hộ rồi nói: "Ta sẽ đọc cho muội viết, chú ý đừng viết sai chỗ nào." Tạ Hộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Hấp, chỉ thấy đối phương chắp tay sau lưng rời xa án thư thanh âm ôn nhã như ngọc vang lên quanh quẩn trong phòng chui vào màng tai của tạ hộ nàng dựa theo lời chủ tử từng nét bút chép xuống thật tường tận đột nhiên cảm thấy sau lưng vừa động thẩm hấp không biết khi nào đã đứng phía sau nàng giống như con mèo cảm giác được sự nguy hiểm thân mình tạ hộ trở nên cứng còng nếu nàng thật là mèo thì lông trên lưng và cái đuôi khẳng định đều vì khẩn trương mà dựng thẳng lên rồi thẩm hấp cứ đứng yên sau lưng nàng Tạ hộ trộm quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, thấy thần sắc của thẩm hấp vẫn bình thường, ánh mắt nhìn chăm chăm vào những chữ nàng viết trên giấy. Tạ hộ thầm thở ra một hơi thật nhẹ nhõm, chỉ tự diễu mình quá mức mẫn cảm, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này thì chủ tử chính là chủ tử. Điều tối kỵ nhất khi hầu hạ chính là bị loạn tâm. Phải luôn nhớ chủ tử rất ưu tú, lại còn có thân phận chủ tử, tuyệt đối không có khả năng cùng các nô tỳ có bất luận liên hệ gì là được. Đời trước tạ hộ đã từng tiếp nhận một vị với vẻ mặt không lưu tình chút nào chế nhạo nô tỳ chính là nô. Tỳ, nếu có tâm tư gì khác, đánh chết, trời biết nàng có bao nhiêu oan uổng, chỉ vì nàng ở hầu hạ ở ngự tiền một thời gian dài. Cho nên người trong cung cho rằng nàng và chủ tử có gì đó không minh bạch. Vì thế liền tính kế làm nàng bò lên giường chủ tử. Nàng đương nhiên không dám làm, nhưng cũng không dám công nhiên phản kháng. Sau đó không biết vì sao mà chủ tử lại phát hiện ra không thành công bò lên giường lại còn nhận được lời cảnh báo sinh tử. Từ đấy, nàng không dám qua loa, đối với chủ tử bảo trì Kính Nhi Viễn Chi, Vĩnh Viễn cũng không dám vượt qua ranh giới nửa bước, rồi sau đó rất nhiều lần, chủ tử cũng có lúc tới gần nàng, tư thế tuy rằng ái muội nhưng cũng may nàng có thể giữ chặt con tim của mình. Không chịu bất luận ngoại giới nào ảnh hưởng, sau đó quả thực chủ tử liền không có động tác gì khác. Nàng nghĩ nếu mình hơi có chút điểm dao động chờ đợi nàng phòng trừng chính là hình phạt đánh chết không chút lưu tình nghĩ đến đây tạ hộ không dám có chút dao động nào chỉ bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có chút khác thường tay thẩm hấp tựa hồ vô tình đặt lên tay tạ hộ thanh âm ôn nhã ở bên tai nàng nhẹ nhàng truyền tới không nên viết ở chỗ đó viết ở đây mới đúng tạ hộ cô nén xúc động muốn đẩy người đang ghé sát sau lưng mình ra áp lực làm tay nàng phiếm hồng dịu dàng gật gật đầu thanh âm như tiếng mũi vo ve lý nhĩ vâng thầm hấp đào mắt nhìn gò má tinh xảo gần trong gang tắc chỉ cảm thấy không gì có thể so được với gương mặt như bạch ngọc không tì vết này mũi cao hơi hếch lên một cách nghịch ngợm đôi môi đầy đạn vành tay trắng muốt như chân trâu chóp mũi mơ hồ ngửi được hương thơm thiếu nữ của nàng không hề nồng như mùi son phấn chỉ thoang thoảng tươi mát như hương bạc hà vốn dĩ là muốn thử nàng một lần chỉ là thầm hấp không hề nghĩ tới cuối cùng bản thân cũng bị cuốn vào trong lòng kinh hãi vội buông tay tạ hộ ra thối lui sang một bên không làm thêm bất kỳ động tác gì. Nhớ tới bệnh của mình, thẩm hấp không kiềm được cúi đầu nhìn thoáng qua bên dưới rồi yên lặng thở dài. Xoay người sang chỗ khác, thẩm hấp rời khỏi lưng nàng khiến tạ hộ thở phào nhẹ nhõm. Chủ tử quả nhiên không có ý tưởng gì khác, nàng gác bút lông lên, làm bộ như không chút nào để ý quay đầu lại, liền thấy thẩm hấp đang đứng lặng thinh trước cửa sổ, nhìn xuống đường xem người đến người đi, chân mày nhíu lại mang theo một chút yêu sầu, tạ hộ không dám quấy giày chỉ đứng một bên lẳng lặng chờ. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 38 của tác phẩm Tạng quân một đời vinh hoa. Edit tuyệt bài bà còm khi tạ thiều quay lại thì chỉ thấy một mình tạ hộ lưu lại trong nhã gian. Ngạc nhiên hỏi, ủa, thẩm huynh đâu, tạ hộ đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay. Cũng không ngẩng đầu trả lời ngắn gọn, đi rồi, thanh âm bình đạm, bộ dáng không giống như đã xảy ra chuyện gì. Tạ thiều thấy muội muội như vậy cũng an tâm hoàn toàn thả lỏng ngồi xuống hỏi đố tạ hộ muội biết vừa rồi ta nhận được tin gì không tạ hộ lắc đầu tạ thiều thuật lại trong kinh gửi thư ba hôm sau khi ta rời đi thì trong nhà đã xảy ra hỏa hoạn đại phòng và tam phòng đều không có việc gì chỉ mỗi nhị phòng chúng ta là bị tổn thất may mắn cha nương và chúng ta không ai ở trong phủ tạ hộ đang sắp xếp mấy trang giấy bèn dừng tay lại trong trí nhớ thì thật sự năm nàng 12 tuổi hầu phủ đã xảy ra hỏa hoạn. Bất quá nàng nhớ rõ bị lửa thiêu không chỉ có nhị phòng mà đại phòng và tam phòng đều bị lửa lan. Đến, nhưng đời này lại chỉ có mỗi một nhị phòng bị cháy. Coi bộ người phóng hỏa kỳ này đã tính toán để nhắm thật chuẩn. Cha nói thế nào, hiện giờ trong kinh thành cũng chỉ có tạ cận ở nhà. Bất quá từ khi vân thị tới Dương Châu ông cũng chưa từng trụ lại trong phủ. Tuy rằng tránh được một kiếp nhưng lại bỏ lỡ thời gian điều tra tốt nhất. Chờ đến khi hạ nhân đi lại bộ tìm ông trở về thì người phóng hỏa đã sớm xóa sạch chứng cứ không còn một dấu vết, hiện giờ chủ viện của nhị phòng bị tổn thất nghiêm trọng nhất. Tiểu viện của chúng ta chỉ bị cháy lan tới một chút mà thôi. Không nghiêm trọng lắm, mẫu thân tới Dương Châu nên tất cả đồ quý trọng đều mang theo. Đồ của cha cũng dọn đến phòng ở lại bộ, tuy bị thiêu chủi nhưng thật ra cũng không có gì, chỉ là một ít đồ vật bình thường. Quan trọng nhất chắc là khế ước bán mình của gia phó và nô tỳ. Bất quá cũng không có gì mấu chốt, chỉ có vị la di ninh kia là xui xẻo nhất, bị lửa đốt phòng cánh tay thật đáng tiếc sao không thiêu chết nàng ta luôn hiện giờ chúng ta ở đây thì thật ngoài tầm tay với muội cũng đừng lo lắng dù sao có cha ở nhà sẽ xử lý tốt hai ngày nữa ta sẽ quay về nghe xong những lời này tạ hộ cũng không đáp lại trong đầu đang suy đoán mục đích thật sự của kẻ đứng sau lưng vụ phóng hỏa này đời trước tạ cận không nạp thiếp vân thị không về dương châu nàng và tạ thiều đương nhiên cũng lưu tại trong phủ cho nên đời trước hậu quả của vụ hỏa hoạn lớn này khá nghiêm trọng trong phủ đa số đều bị thương tích đời này bởi vì nàng trùng sinh sửa vận mà lại có nhiều chuyện không xảy ra giống như xưa. Nhưng rốt cuộc những chỗ không giống xưa thì tạ hộ lại không thể nào biết trước. Thấy tạ hộ không nói lời nào, tạ thiều uống một chén trà rồi lại nghĩ tới một chuyện khác. Đứng dậy tới chỗ án thư dừng lại đối diện tạ hộ. Tạ thiều nằm úp người trên án thư, chống cằm nói, ai nha, nhân lúc hiện tại không có ai ở đây, muội nói cho ca ca nghe ý tưởng trong lòng muội đi. Tạ hộ đang suy tư về vụ phóng hòa, nghe tạ thiều hỏi như vậy có chút khó hiểu ý tưởng gì chứ người phóng hỏa là ai muội cũng không biết làm sao đưa ra ý tưởng được nàng cho rằng tạ thiều đang bàn về vụ phóng hỏa tạ thiều chật lưỡi muội đang giả ngu hà muội thông minh như vậy bộ không biết ta đang hỏi đến chuyện của thẩm đại lang sao khóe miệng tạ hộ co rút nàng thật đúng là không biết nói cho ta biết muội có phải bắt đầu động tâm với thẩm đại lang rồi hay không tạ thiều trưng ra bộ dáng buôn chuyện làm tạ hộ sửng sốt một phen nhìn vị ca ca cà trấn này tạ hộ cầm trang giấy trong tay đứng lên trắng mắt lườm người nào đó một cái cũng không tính toán bị kéo vào thảo luận vấn đề này tiếc rằng tạ thiều giống như ăn quả cân quyết tâm muốn nghe tạ hộ nói chuyện này một cách rõ ràng không thuận theo không buông tha muội không nói thì ta coi như muội đã cam chịu tạ hộ dừng lại bước chân thở dài nói ca không thấy nhàm chán à tạ thiều thấy muội muội rốt cuộc để ý tới mình nên hăng hái hơn không nhàm chán chút nào chuyện này quan hệ đến hạnh phúc cả đời của muội muội sao người làm ca ca lại có thể nói câu nhàm chán chứ? Ta chính là đang đau lòng vì muội nên mới đem chuyện này ra nói cho rõ ràng. Nếu muội thích người nào khác cũng được, chẳng sợ muội coi trọng hoàng tử hoàng tôn chúng ta cũng có thể đánh cược một ván. Nhưng là Thẩm Đại Lang thì nhất định không được. Trước đây, Tạ Thiều cũng đã mơ một giấc mộng đẹp, nếu vị Thẩm Đại Tài nhìn chúng muội muội nhà mình thì chính là phúc khí kiếp trước đã tu luyện được. Nhưng mới đây không lâu Tạ Thiều vừa nghe được một tin khiến hắn không dám mơ ước vậy nữa. Tim Tạ Hộ nhảy thình thịch, ca ca mình thật đúng là không đến nỗi ngốc, thoáng cái đã nói trúng trọng điểm, thẩm đại lang chẳng phải là một vị hoàng tử hoàng tôn hàng thật giá thật sao. Chỉ tiếc vị ca ca ngốc này đã đoán đúng mặt trước nhưng lại không đoán trúng mặt sau. Thẩm đại lang như một vị thần tiên cao cao tại thượng. Làm sao có thể đánh đồng với phàm nhân như, nàng, tạ thiều nói vậy thật đúng là đã quá cất nhắc nàng. Thấy vẻ mặt ca ca nghiêm túc, tạ hộ liền muốn trêu chọc một phen, cố ý thắc mắc, ca ca nói chuyện thật là kỳ quái tại sao hoàng tử hoàng tôn thì có thể đánh cược mà thẩm đại lang lại một mực chắc chắn không được chẳng lẽ chạm tay vào thẩm đại lang càng dễ bị bỏng hơn so với hoàng tử hoàng tôn tạ thiều nghe tạ hộ hỏi xong lập tức lộ ra vẻ mặt ta biết ngay nhà đầu ngươi đã động phàm tâm giọng điệu hận rèn sắt không thành thép nói muội biết cái gì chứ ta đâu có nói thẩm đại lang so với hoàng tử hoàng tôn chạm tay là bỏng ta đang muốn nói huynh ấy không được tạ hộ kỳ quái nhìn thoáng qua tạ thiều theo vài lần trước đây nàng quan sát thì nhận thấy tạ thiêu khâm phục thầm hấp tự đáy lòng. Nhưng hôm nay lý do thoái thác của ca ca thật sự kỳ quái. Tạ hộ không khỏi dừng chân lại, đặt trang giấy trong tay sang một bên, hỏi tạ thiêu, vì sao huynh ấy lại không được? Ca, muội cảm thấy huynh ấy rất có tài, ca ca vẫn rất kính trọng huynh ấy vẫn thích huynh ấy lắm mà. Vì sao lại đột nhiên thay đổi tâm tư? Hôm trước không phải ca còn khen thẩm đại lang là kỳ tài hiếm có sao? Tạ thiều thở dài, cũng không tính giả bộ ngớ ngẩn để lừa muội muội, nói thẳng, kỳ tài dĩ nhiên là kỳ tài, lòng ta vẫn rất kính trọng huynh ấy, nếu bàn về tài học hay bản lĩnh thì người trong kinh thành có thể cùng huynh ấy sánh vai chỉ tìm được năm. Người, nhưng chuyện ta muốn nói hôm nay liên quan đến trung thân đại sự của muội. Bây giờ muội còn nhỏ, có khả năng không quá minh bạch, một người nam nhân ngoại trừ tài học và bản lĩnh còn cần phải có mặt khác. Thẩm đại lang thì tài học chắc tuyệt, còn bản lĩnh thì cao siêu. Chỉ có mặt khác thật sự không được muội nghe có hiểu không? Huynh ấy, không được, tạ hộ chỉ cảm thấy giống như bị ai đá một cái thật mạnh trong lòng. Dừng một chút rồi mới ấp úng hỏi, cái gì, không được, trong lúc đầu óc nàng vẫn đang nghi hoặc về vụ không được này. Tạ thiều đập bàn một cái, bất cứ giá nào cũng phải làm cho muội muội hiểu tỏ ràng. Chính là không thể giao hợp được, muội muội ngốc của ta, trong nháy mắt, tạ hộ cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, ca ca nói không thể, của đáng tội và trong đầu nàng đang nghĩ không thể, của đáng tội có cùng một ý hay không, hay là còn có ý nào khác, hả, tạ hộ nhịn không được phát ra một từ nghi ngờ bởi vì nàng thật sự không biết nên nói cái gì. Ca, sao ca lại biết được, biết khi nào, ai truyền ra, là thật đấy, mấy ngày trước khi ta tới Dương Châu đã nghe nói, chuyện này từ chính định quốc công phủ truyền ra tới, không sai được đâu. Thẩm Đại Lang đã từng uống hết xuân dược trước mặt đông đảo huynh đệ ở quốc công phủ. Sau một lúc lâu, trước mắt bao người, bất kỳ phản ứng gì cũng không có, không phải bị bất lực thì còn là gì, huynh ấy có thân phận như vậy, lại đang đúng tuổi sung mãnh, vậy mà bên người không có thiếp thị, không có thông phòng, người giống như huynh ấy chỉ vừa 13 tuổi thì trong phủ liền an bài nữ nhân hầu hả? Nhưng bên người của Thẩm Đại Lang hoàn toàn không có một mống nào. Tạ Hộ còn đang đắm chìm trong mơ hồ về chuyện chủ tử bị bất lực không thể giao hợp. Nhìn bộ dáng gấp gáp của Tạ Thiều đột nhiên nàng bình tĩnh lại. Tạ Hộ nỗ lực lôi ra hồi ức về kiếp trước, nàng có thể xác định chủ tử vẫn có sủng hạnh phi tần. Tuy rằng số lần không nhiều lắm, có khả năng 2-3 tháng mới có một lần, cũng có thể nửa năm mới có một lần, nhưng cho dù số lần nhiều hay ít thì xác thật chủ tử có sủng hạnh. Cùng lắm thì coi như chủ tử có vẻ thanh tâm quả dục một chút, nhưng tuyệt đối không có khả năng bị bất lực, chỉ là coi bộ tạ thiều nói có bài bản hàn hoi. Tin tức lại do định quốc công phủ chuyên gia, loại chuyện này có thể nháo lớn mà cũng có thể được cho qua nếu chỉ là lời đồn trên phố thì không thành vấn đề. Nhưng cố tình lại được truyền ra từ định quốc công phủ. Thẩm ra cũng có đích tử của hai phòng khác, chẳng lẽ lại dùng thủ đoạn bị ổi như vậy để trình thẩm đại lang. Cho dù là muốn trình, nhưng loại chuyện đích trưởng tử không thể giao hợp chẳng phải nên giấu thật kỹ sao. Rốt cuộc tin này mà bị truyền ra thì không có lợi cho bất cứ ai. Chẳng những tổn hại đến uy danh của quốc công phủ, lại còn dễ dàng tạo ra cuộc chiến đoạt đích. Tuy rằng định quốc công thẩm diệp chỉ có một nhi tử là thẩm hấp nhưng cũng khó bảo đảm những người trong gia đình không có tâm tư đoạn đích này tạ hộ nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của chủ tử thân là đích trường tử của định quốc công phủ mà loại tin tức này cũng có người dám truyền ra từ quốc công phủ có thể thấy được địa vị của chủ tử trong phủ như thế nào nghĩ đến chủ tử kiêu ngạo như vậy đẹp như trích tiên như vậy mà trước khi đăng cơ lại bị nỗi oan bất kham bất bạch như vậy bản thân đã từng là một nô tỳ vừa trung thành vừa thiện lương tạ hộ ít nhiều gì vẫn cảm thấy xúc động ai nha ta thật là giàu túi ruột mà nhà đầu muội nghe hiểu chưa vậy loại chuyện này mà ta phải nói thẳng cho một cô nương muội đây rốt cuộc muội có hiểu hay không tạ hộ bình tĩnh lại nhìn bộ điệu hoàng đế không vội mà thái giám gấp của tạ thiều thủng thẳng nói minh bạch vậy thì sao ta muốn muội phải thế nào ta muốn muội chết tâm đối với thẩm đại lang muốn theo huynh ấy để học kinh doanh thì thật ra không gì đáng trách nhưng đừng suy tưởng chuyện gì khác tạ hộ đầu đầy hắc tuyến thật sự không biết phải giải thích cho tạ thiều quan hệ lợi hại bên trong thế nào chỉ hy vọng ca ca ngốc này luôn có được cái phúc của người ngốc cứ thế mà ôm chặt đùi vàng của thẩm đại lang một đường ngây ngốc trèo lên thật cao vậy thì sau này nhị phòng tạ ra sẽ không còn lo gì hết hiện tại chỉ sợ tạ thiều có điều vô lễ với thẩm hấp tương lai chủ tử đăng cơ thì ngốc ca ca của nàng tất nhiên sẽ hối hận không thôi đến lúc đó cũng đã muộn rồi ai nha thẩm đại lang tuy rằng không được nhưng ta thấy lý chăn kia cũng chưa chắc không được trước đây ta chỉ cho rằng hắn chướng mắt muội, không ngờ hôm trước hắn nói chuyện với ta lại chủ động hỏi thăm về muội. Không phải muội đã từng tích lý chăn lắm sao? Ta thấy về vấn đề kia coi bộ lý chăn đáng tin hơn Thẩm Đại Lang. Tạ Thiều đột nhiên tung ra một trái pháo lớn như vậy về phía Tạ Hộ khiến Tạ Hộ trở tay không kịp. Lúc nghe thấy Lý Chăn chủ động hỏi thăm nàng trong lòng Tạ Hộ chẳng có xúc động gì, chỉ suy nghĩ không biết có phải hắn bị đập trúng đầu hay không. Bất quá, nghĩ đến tính cách ôn nhã của Lý Chăn, còn bộ dáng gặp ai cũng làm thân của tạ thiều. Tạ hộ có thể phỏng đoán, có lẽ Lý Trân chỉ là thuận miệng khi hàn huyên còn tạ thiều thì vội vàng bắt bóng bắt gió. Thật đấy, sau đó ta ngồi tự ngẫm nghĩ lại, cảm thấy đúng là có ẩn tình gì đây. Muội đừng thấy tiểu tử Lý Trân kia đối xử với ai cũng rất tốt. Nhưng nếu chân chính nghe hắn chủ động hỏi thăm cô nương thật đúng là chưa từng thấy. Dù sao ta chưa bao giờ nghe nói Lý Trân hỏi thăm cô nương với bất cứ ai. Lắc lắc đầu, tạ hộ không muốn tiếp tục nghe tạ thiều nói không thành có vừa tu dọn đồ vừa hỏi tạ thiều còn tạ hành thì sao chẳng phải thái độ của lý trăn đối với tạ hành cũng chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều hay sao thật ra tạ hộ chỉ muốn hỏi hai người bọn họ có tụ lại với nhau hay chưa nhưng vào tay tạ thiều thì vị ca ca này lại hiểu theo nghĩa khác khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mập mờ ai nha còn nói không có hứng thú với người ta vậy mà đã bắt đầu ăn giấm rồi muội yên tâm đi tiểu tử lý trăn làm sao nhìn chúng bộ ma mướp đắng của tạ hành được chứ bị xui tận mạng thì đúng hơn nhà đầu kia cứ liều mạng quấn lấy hắn đến chỗ nào cũng có thể ngẫu nhiên gặp được coi người ta thông minh hơn muội kia mắt cũng biết nhìn rất cao nhưng không cách nào đâm thủng tầng giấy dán cửa sổ kia đâu bất quá theo như ta thấy khẳng định sẽ bị uổng công thôi tạ hộ nhếch miệng cười mỉa mai nam nhân dễ dàng đầu hàng khi bị nữ nhân quấn lấy thủ đoạn của tạ hành chỉ sợ còn chưa sử dụng hết chờ đến khi tất cả thủ đoạn đều được tung ra, Lý Trăn liền không có năng lực chống đỡ, chỉ có thể buông tay chịu trói. không cùng tạ tiều bàn luận thêm về chuyện này, tạ hộ dọn dẹp xong thì đi xuống lầu, ngồi lên xe ngựa đi về vân Gia. cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 39 của tác phẩm Tặng quân một đời vinh hoa. Edit tuyệt bài bà còm sau khi trở lại Vân Phủ, trước tiên tạ tiều đi gặp Vân Thị nói cho bà biết một chút tin tức mới nhận được từ kinh thành nhưng không dám nói quá nghiêm trọng, chỉ kể nhị phòng không cẩn thận nên xảy ra hỏa hoạn, bất quá không có ai bị thương vong, tuy là như vậy nhưng Vân thị vẫn bị kinh tâm động phách, luôn miệng hỏi đi hỏi lại, "Cha các con không việc gì chứ? Tạ Thiều phải bảo đảm ngàn vạn lần phụ thân không xảy ra chuyện gì." Vậy mà Vân thị vẫn suốt ngày nóng ruột đòi quay về kinh thành. May quá hơn 10 ngày sau thì Tạ Cận gửi thư cho Vân thị, đem tất cả mọi chuyện viết xuống rõ ràng, lúc này Vân thị mới có thể yên tâm. Cửa hàng được Thẩm Đại Lang hỗ trợ nên thuận lợi khai trương. Đặt tên là Đa Bảo Các, bảng hiệu được Tân Khoa Trạng nguyên tự tay đề danh, từ chuyện khai trương cửa hàng đến tìm nhân công, Tạ Thiều và Tạ Hộ hoàn toàn được mở mang kiến thức về bản lĩnh của Thẩm Đại Lang. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủn, Thẩm Hấp đã triệu tập được mười mấy sư phó chuyên về chế tạo trang sức, nghe nói đều là danh gia từ khắp mọi nơi sẵn sàng cho Tạ Hộ sai. Phái, trước khi mở cửa hàng, Tạ Hộ đã thiết kế ra hơn 10 kiểu trang sức tinh xảo Nàng vẽ cũng không tệ lắm, những chỗ tinh tế của các loại trang sức đều có thể vẽ giống như thật. Trải qua mấy ngày nghiên cứu, nhóm sư phó đã thành công dựa theo thiết kế của Tạ Hộ để tạo ra châm điệp luyến hoa tinh xảo nhất trên thị. Trường, cánh bướm trên cây châm nhìn cực kỳ linh động, dùng vàng tạo thành, khi châm cài trên tóc thì mỗi bước đi đều làm cánh bướm rung rinh thật sống động. Nhìn giống y như một con bướm vàng đang đậu trên mái tóc. Hiện giờ, trang sức trên thị trường phần lớn dùng ngọc là chính giá trị của trang sức chỉ tùy thuộc vào chất lượng ngọc tốt hay xấu. Do đó phần thiết kế rất là sơ sài, bởi vì trang sức sử dụng đa số là ngọc thiên nhiên nên phải trải qua mài rũa rất nhiều mà giá trị ngược lại không cao hơn ngọc trước khi mài. Rũa, vì thế, thợ thủ công trong khi chế tác khó tránh khỏi sẽ có điểm hạn chế. Tạ hộ muốn cải tạo lại phương diện này, chế tạo trang sức cho đa bảo các chú trọng về kiểu dáng và thủ công tinh xảo. Trên thực tế, mười mấy năm sau thị trường trang sức xác thật là dựa theo hướng đi này chẳng qua tạ hộ làm cho hướng đi này xảy ra sớm hơn một chút mà thôi. Cửa hàng trang sức vừa mới khai trương, tạ hộ cho rằng cũng không bán được bao nhiêu. Ai ngờ chỉ ngày đầu tiên mà đã có không ít nội quyến của quan gia trong thành Dương Châu tới ủng hộ. Mỗi nhà đều mua mấy bộ trang sức khiến thợ thủ công của đa bảo các phải ngày đêm đẩy nhanh tốc độ sản. sau một phen dối ren thì tiền lời thu vào rất nhiều. Lúc trước khi khai trương ba người đã bàn bạc quyết định phân chia tiền lời như sau. Thẩm hấp 4 phần, tạ thiều và tạ hộ mỗi người ba phần tạ thiều và tạ hộ không có bất luận dị nghị gì đối với sự phân chia này bọn họ đã trải nghiệm chuyện khai cửa hàng dườm ra thế nào nên thậm chí còn cảm thấy chia cho thẩm hấp bốn phần còn quá ít nếu không có thẩm hấp lo từ trên xuống dưới bọn họ căn bản không biết nên làm sao để vận tác về vấn đề đặt hàng cùng tiêu thụ tạ hộ đều mặc kệ hàng bán được nhiều thì càng gia tăng cơ hội tiếp xúc của nàng và nhóm sư phó thợ thủ công nàng đã nhiều ngày thiết kế mẫu mã không kể ngày đêm chỉ cần mở mắt ra là đã cầm bút vẽ trong tay tuyệt đối không ngừng lại. Cuộc sống trôi qua cực kỳ phong phú, bất quá tuy vất vả nhưng cũng đáng giá, bởi vì lần kinh doanh trang sức này cho hồi báo thật sự rất lớn. Lúc tạ thiều giao cho tạ hộ phần tiền lời trong hai tháng, tuy là tạ hộ đã sớm chuẩn bị tâm lý, vẫn bị số lời không nhỏ này làm nàng hết hồn, vì thế tạ hộ vẽ thiết kế càng thêm dụng tâm tinh tế. Vân Đằng và Vân Tụ có rảnh cũng sẽ đi đa bảo các hỗ trợ. Tạ Thiều hoàng bận đến nỗi không thấy mặt ở nhà. Vân Thị thấy bọn nhỏ bận rộn như vậy, tỏ vẻ khó hiểu. Tuy bà biết hai đứa nhỏ khai trương một cửa hàng bên ngoài, mà chuyện này bà cũng không phản đối. Rốt cuộc lúc trước nhờ A Đồng đầu tư cho Thiều Nhi đi chuyển hàng mới kiếm lời một số tiền lớn như vậy, nhờ đó mà Tạ cận mới thành công vào lại bộ. Tuy rằng đến bây giờ Vân Thị vẫn chưa dám nói thật với Phu quân về xuất xứ của số tiền kia, nhưng Vân Thị xác thật đã thể nghiệm cảm giác có tiền mới dễ làm việc đương nhiên bà sẽ không phản đối bọn nhỏ làm ăn sau khi đa bảo các khai trương thẩm hấp cũng tới hai ba lần bất quá chỉ ngồi một chút liền đi tạ thiều cảm kích thẩm hấp đến cực điểm mỗi lần đều muốn lưu lại để uống rượu nhưng thẩm hấp cũng không phải là người nhàn rỗi khi tạ hộ đối mặt với thẩm hấp vẫn rất cẩn thận chặt chẽ như cũ thẩm hấp để lại hai trưởng quầy thay mặt thẩm đại gia giúp tạ thiều và tạ hộ xử lý chuyện của cửa hàng rồi sau đó mấy tháng cũng không xuất hiện lại nếu qua sinh nhật 13 tuổi của tạ hộ thì đã cuối tháng 11. Tạ thiều cứ phải chạy đi chạy lại giữa Dương Châu và Kinh Thành. Chỉ trong một năm, ngắn ngủn mà tạ thiều đã cao hẳn lên, trở thành một thiếu niên ngâm đen cường tráng. May mắn được gương mặt rất tuấn mỹ nên mặc dù có đen một chút cũng không tổn hại đến bộ dáng xoáy. Ta, hôm mùng 9 tháng 11 tạ thiều từ Kinh Thành mang đến một tin tức tốt làm phấn chấn nhân tâm la đại nhân làm quan thất trách nên hiện đã bị thánh thượng bãi trước Kinh Triều. Phủ Giao cho hình bộ thẩm tra xử lý đến năm sau sẽ định tội. Nghe nói mặt rồng cực kỳ giận dữ, là đại nhân coi bộ hoàn toàn tiêu đời, thật là ác giả ác báo. Ông trời mở mắt, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vân Thị vừa nghe tin tức này cũng cao hứng cực kỳ. Dạo này Vân Thị thường bồi địch thị tụng kinh, mở miệng lại niệm Phật hiệu, trong tay cũng thường xuyên cầm chuỗi tràng hạt. Vân Thị vốn dĩ là người hiền từ, nghe chuyện như vậy cũng chỉ biết cảm tạ Phật tổ từ bi niệm lên vài lần. Tạ hộ nghe được tin tức này thật ra không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Chỉ hỏi tạ thiếu là đại nhân phạm vào tội gì, làm quan thất trách, tạ hộ hồi tưởng đời trước, là đại nhân tựa hồ là đắc tội với vị quyền thế nào đó nên cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Chỉ không biết đời này nguyên nhân là gì, là đại nhân bị cấp dưới tố giác hắn làm việc thiên vị trái pháp luật. Thu nhận hối lộ, phán án oan ức, thật đúng là không nói thì không ai biết, vừa nói ra là dọa mọi người nhảy dựng thật không biết lão la đại nhân ngày thường luôn tỏ vẻ đạo mạo chính trực. Vậy mà bí mật làm ra rất nhiều chuyện xấu, cấp dưới của lão lôi hết tất cả chứng cứ trong tay trình ra. 13 vụ bao che án kiện, tiền hối lộ thu 30 vạn lượng, 7 án kiện bị phán oan, chứng cứ trực tiếp đưa đến hình bộ làm kinh động hình bộ thượng thư. Khiến ông ta phải dâng tấu trình báo thánh thượng, thánh thượng rất tức giận, ngay tại chiều sai người lột quan phục của la đại nhân. Lập tức lôi vào thiên lao. Tạ Thiều nói sinh động như thật khiến Vân thị nghe được cảm thấy hả giận một trận. Tạ Hộ chỉ rũ xuống mí mắt suy nghĩ, không muốn thắc mắc quá nhiều trước mặt Vân thị. Chờ đến khi Tạ Thiều bẩm báo cho Vân thị xong thì mới lôi Ca Ca vào trong viện hỏi chuyện. Ca nói cho muội biết, chuyện là đại nhân có phải do cha ra tay hay không? Tạ Hộ hỏi trắng ra khiến Tạ Thiều bị kinh ngạc, nhà đầu muội đầu óc phát triển nhỉ, làm sao lại hoài nghi đến trên người của cha thế? Thấy Tạ Hộ nghi hoặc nhìn mình chăm chú, tạ thiều lúc này mới vỗ đùi cười hắc hắc nhẹ giọng nói bất quá lần này muội thật sự đoán đúng rồi tuy rằng cha không chính miệng nói cho ta nhưng bất quá ta cũng nhìn ra ít nhiều tất cả chứng cứ buộc tội la đại nhân đều do cha phái người ngầm lục soát ra địa phương kiểu như kinh triệu phủ đấy à mặc kệ ai làm phủ doãn đều không thể thanh liêm hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có dấu vết để lộ ra phán án thì thế nào cũng có người không phục trong một năm này cha suốt ngày ở lại bộ ngay cả nhà cũng không về là đại nhân mặt ngoài nhìn có vẻ tránh trực nhưng thật ra bên trong hỏng bét chính tay lão ta cũng đã giết mấy mạng người rồi may mắn tân tỷ không gả cho lão muội không biết lão là đại nhân đó ghê tởm đến mức độ nào đâu lão ta đối với nữ nhân ai nha những chuyện này ta không thể nói cho tiểu cô nương muội nghe tóm lại muội chỉ cần biết thật sự rất ghê tởm là được rồi tân tỷ của chúng ta mà gả qua đó có thể nói tương đương với việc đặt tỷ ấy lên giàn hòa khẳng định sẽ bị hủy hoại mặc dù tạ thiều không nói tạ hộ cũng biết rõ ca ca muốn nhắc đến chuyện gì của lão la đại nhân đời trước tạ tân không phải đã bị hủy hoại sao chẳng qua tạ hộ đối với chuyện cha mình âm thầm quạt gió thêm củi cảm thấy hơi ngạc nhiên không khỏi lo lắng nói cha làm việc ồn thỏa không cần phải nói nhưng chuyện này nếu bị phát hiện sợ cũng sẽ không thể thoái thác tội của mình cho người ta có cơ hội mượn cớ tạ thiều xua tay với tạ hộ vấn đề này muội không cần lo lắng trước đó cha đã hoàn toàn đi vào quan trường một khi đã vào rồi thì chuyện quan trường cha phải nắm trong lòng bàn tay còn không đến mức bị người ta bắt lấy nhược điểm đâu ta nghe nói năm sau cha sẽ thăng chức thành tư chính chức quan tòng tứ phẩm hiện giờ lại bộ thượng thư trương khánh quang coi cha như phụ tá đắc lực bằng hữu lương thiện chi kỳ thủ đoạn của cha sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nghe tạ thiều nói xong tâm trạng của tạ hộ cũng có chút phức tạp đời trước tạ cận chỉ để lại cho nàng ấn tượng là người thất bại nản trí vô luận ông làm gì cũng đều bị tam phòng chèn ép. Cố tình lại không ai đứng ra nâng đỡ ông, vì thế muốn thử làm chuyện gì thì kết quả đều là tuyệt vọng. Nghĩ đến đời trước có lẽ tạ cận cũng không muốn để tạ tân gả cho la đại nhân. Chỉ là không còn chiêu số nào khác, suốt ngày ấy bị tam phòng chèn ép, đành phải dùng tạ tân đánh cược một lần, nhưng khổ nỗi chưa cược được gì ngược lại trung kế của tam phòng. Khiến cho thanh danh của nhị phòng cũng bị thua mất, từ đó càng không có ai để ý đến bọn họ, mà đời này tạ cận đã sớm vào quan trường hiện giờ xem ra ông dường như bẩm sinh đã có tài lăn lộn trong quan trường phát hiện này làm tạ hộ vừa mừng vừa lo cuối tháng 11, ngay cả vùng giang nam mà cũng bị phủ một màn trắng xóa mùa đông giá lạnh đã tới tả cận mệt mỏi phong trần từ kinh thành chạy đến dương châu ngoại tổ phụ vân quốc trương đích thân ra tận cửa nghênh đón một năm không gặp khí độ của tạ cận đã không còn giống như năm trước phong thái càng thêm nội liễm trầm ổn hàm dưới dưỡng một chòm dâu nhưng bộ dáng tuấn ngạn vẫn không thay đổi. Vân Thị đứng trước cửa si ngốc nhìn phu quân, tạ cận hành lễ với nhạc phụ xong lập tức đi tới trước mặt Vân Thị cầm tay bà. Nhẹ giọng nói, phu nhân, ta đúng hẹn đến đây đón nàng về nhà, chỉ một câu là làm Vân Thị khóc ngay tại chỗ, tạ cận cũng không màng đến ai vội ôm Vân Thị vào lòng. Biến mình như một tấm áo choàng bao bọc Vân Thị, hai người ngọt ngào làm cho tạ thiều và tạ hộ nhìn thấy buồn nôn một trận. Liếc nhau trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ may mắn hai vị cách xa lâu ngày vẫn còn biết chừng mực chỉ là ôm ôm một chút rồi cũng dừng lại tạ cận nắm tay vân thị tiến vào sảnh đường uống chén trà kính hiến lễ vật xong cũng không lưu lại lâu hơn dùng qua cơm trưa liền nói cáo từ tạ cận vừa mới tiến vào triều đình nên việc nhiều lại vừa mới được thăng chức tòng tứ phẩm lại bộ tư chính vì thế trong tay có rất nhiều công việc chờ xử lý cho nên cũng không thể lưu lại dương châu đón vân thị và tạ hộ là phải hồi kinh ngay tạ hộ đã sớm biết tạ cận sẽ tới hơn nữa cũng sẽ không ở lâu, cho nên sớm an bài hoàn hảo cho đa bảo các, bản vẽ thiết kế mẫu mã nàng chuẩn bị đủ để đa bảo các dùng một thời gian. Nàng ở Dương Châu trải qua một năm thập phần viên mãn, cũng giao hảo với nhiều huynh đệ tỉ muội của Vân Gia. Trong đó thân cận nhất là Vân Đằng và Vân Tụ, sau khi lưu luyến chia tay với mọi người, Tạ Hộ và Vân Thị liền lên xe ngựa, được Tạ Cận và Tạ Thiều hộ tống cùng nhau trở về Kinh Thành. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 40 của tác phẩm Tặng quân một đời vinh hoa. Edit tuyệt bài bà còm cả gia đình đi thẳng một đường từ Dương Châu đến Kinh Thành. Cuối cùng cũng kịp về nhà ăn Tết, khi tiến vào Kinh Thành trời còn chưa đổ tuyết, chờ đến lúc bọn họ đã vào thành, những bông tuyết bắt đầu lưu loát phiêu tán trong không trung. Tạ thiều kêu tạ hộ nhìn tuyết đổ, tạ hộ sốc lên màn xe, rất có hứng thú vươn bàn tay ra hứng bông tuyết, Vân Thị cũng cảm thấy vui vẻ khi trở lại Kinh Thành sau một năm xa cách vì thế cũng phá lệ dốc lên một góc màn xe ngắm nhìn đường phố. Từ cửa phía nam đi thẳng vào, qua phố Chu Tước quẹo phải đi thêm một hai dặm liền đến Quy Nghĩa Hầu Phủ. Đứng chờ ngoài cửa chỉ có hoa ý cùng mấy phó tì của nhị phong. Tất cả đều hướng mắt ra đường trông ngóng, vừa thấy đoàn xe ngựa liền vội vàng chạy ra nganh đón. Đỡ vân thị và tả hộ xuống xe, hoa ý vội nhét vào tay mỗi người một lò sưởi tay bọc nhung ấm áp. Hoạt bát nhìn tả hộ chớp chớp mắt, Tạ Hộ cũng trao cho nàng ta một ánh mắt khen ngợi. Sau đó nhóm phó tỳ vội vàng dắt xe ngựa vào cửa hông, chuyển hành lý vào sân viện của nhị phòng. Bởi vì nhị phòng bị tổn thất lớn trong trận hỏa hoạn nên sân viện không còn như lúc xưa. Tạ cận cũng không đòi hỏi xa vời phải hoàn toàn khôi phục, chỉ nhờ trong phủ bỏ tiền sửa chữa lại trên khung nhà có sẵn là xong. Hình thị giải quyết một cách công bằng, đối với vụ hỏa hoạn này cũng không cố tình khắt khe với nhị phòng. Vân thị rời nhà đã lâu nên không dám chậm trễ. Lúc vừa qua cửa thành đã cùng Tạ hộ ở trong xe sửa sang lại xiêm y. Sau khi xuống xe trực tiếp đi chủ viện bái kiến chủ mẫu Hình thị, Tạ Cận mang theo một đôi nhi nữ đi sau. Hình thị cũng đã sớm nghe nói nhị phòng đã trở lại nên ở chủ viện gặp mọi người. Vân thị hành lễ xong liền tự động đi đến bên cạnh Hình thị tiếp nhận công việc của nha hoàn. Tự tay dâng trà rồi phụng dưỡng Hình thị uống trà. Hình thị hài lòng đưa mắt nhìn Vân thị một cái, sau đó đem ánh mắt dừng trên người Tạ hộ. Hôm nay tạ hộ mặc bộ váy dài bằng gấm đỏ trắng đan sen. Phía trên choàng thêm một áo ngắn cổ đứng bằng lông trồn nhìn rất ấm áp đáng yêu. Làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cực kỳ linh hoạt. Dung mạo của nàng nhìn xuất sắc hơn trước khi rời kinh vài phần. Thoáng giảm đi tính trẻ con, lại tăng thêm dáng vẻ thiếu nữ thuần mỹ, da trắng nõn nà, mắt hạnh má đào, phù dung ngọc trác, môi đỏ như chu sa, nhìn toàn bộ trên dưới của hầu phủ không một người nào có được dung mạo như vậy kỳ diệu nhất chính là ánh mắt của nàng, trầm tĩnh như một dòng suối trong vắt khiến người thấy đều muốn nghỉ chân đắm chìm trong đó. Đồng tỷ nhi trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, năm nay cũng 13, là một tiểu cô nương rồi, hình thị từ trước đến nay đối với hậu bối trong hầu phủ đều không nóng không lạnh không thiên vị. Ai, chỉ cần không gây chuyện, mọi việc dựa theo quy củ thì sẽ không đụng vào vảy ngược của bà. Hình thị cũng rất ít khi khen hậu bối, hôm nay vì đã lâu không thấy tạ hộ, thấy nàng đường xa trở về dung nhan biến hóa, sắc thật vô cùng mỹ mạo nên mới mở miệng khen, dù vậy cũng đã khiến Vân Thị cảm động không thôi. Cô nương xinh đẹp, người làm nương cần phải để tâm nhiều hơn, hầu phủ của chúng ta là truyền thừa, dựa vào tổ tông phù hộ cho tới ngày hôm nay, nếu ca nhi tỷ nhi trong phủ có tiền đồ thì ta cũng thấy cao hứng. Phải nuôi dạy cho thật tốt, hiện giờ phụ thân của nàng cũng đã có tiền đồ, tương lai tất nhiên không thể để giống tân tỷ nhi, không thể để đồng tỷ nhi ủy khuất mới được thanh âm của hình thị không phải rất nhỏ, nhưng giọng điệu rất chậm chạp, từng câu từng chữ đập vào trong lòng người nhị phòng. Vân thị là người không biết giấu tâm tư, nghe lão thái thái nói như vậy bèn lập tức phát ngốc. Không hiểu dụng ý của lão thái thái ra sao, tạ hộ thì đứng yên không dám động đậy rũ mi mắt âm thầm cân nhắc hôm nay nàng mới vừa trở về. Lão thái thái liền hướng nàng nói những lời này, phải biết rằng từ trước lão thái thái rất ít quản chuyện của hậu bối trong phủ. Nói như vậy không phải cậy quyền cũng không cưỡng bách, tạ hộ từ Dương Châu trở về, không ngờ tới vấn an lão thái thái lại khiến cho bà có thể nói ra những lời như vậy. Rốt cuộc là bởi vì nàng trổ mã thật tốt quá, hay bởi vì nguyên nhân gì khác, tạ hộ theo bản năng nhìn thoáng qua tạ cận đang cúi đầu đứng một bên. Chẳng lẽ bởi vì cha nàng đột nhiên tiến bộ nên lão thái thái mới có thể đối nàng xem trọng liếc mắt một. Cái, còn nói ra lời quan tâm như vậy, vân thị bị thất thần nên tạ cận tiếp nhận lời dặn dò của hình thị. Thay vân thị đáp lời, lão thái thái yên tâm, đồng tỷ nhi còn nhỏ có rất nhiều thời gian không cần nhất thời vội vã đúng là phải chọn cho nàng một người thật tốt hình thị gật gật đầu lại nhìn thoáng qua tạ hộ nói được rồi làm gì cho đúng mực thì các ngươi là phụ mẫu phải nên tự hiểu ai cũng biết lão thái bà ta đây sẽ mặc kệ không dính vào các ngươi nhìn chằm chằm hơn một chút thì ta cũng được yên tâm tả cận lại thi lễ vâng ngoài ra cũng không còn chuyện gì khác lão hầu ra đi ly sơn qua mùa đông Sợ là phải tới năm sau mới trở lại, các ngươi cứ lui về viện đi." Hình thị nói xong bèn phất phất tay ý bảo bọn họ có thể quỳ an trở về nghỉ ngơi. Đoàn người lại hành lễ rồi mới đi về sân viện của nhị phòng. Tạ Cận ăn bài cho nữ quyến xong bèn phân phó gã sai vặt đến ký túc xá của lại bộ dọn tất cả đồ đạc của ông về. Nhà, sau đó cùng Vân thị vào phòng nói chuyện một lát rồi lại ra cửa. Trưa hôm đó, Tạ Tân cũng trở về bái kiến Vân thị. Tạ Tân đã mang thai 5 tháng, bụng như có một cái thau úp lên. Cả người đều mượt mà không ít, xem ra tỷ Phu Hách phong thật sự chăm sóc không tệ. Hôm nay vừa đúng ngày Hách phong phải trực, mấy tháng trước Hách phong cũng khôi phục chức vụ, hiện giờ là thuộc hạ dưới trướng Tả Cận, Tả Tân thấy Tả hộ cũng ngạc nhiên ca ngợi, khó trách người khác đều nói nữ nhi trổ mã sẽ biến đổi. Nhìn xem muội muội của ta trở nên xinh đẹp đến độ nào. Tả hộ nhìn tỷ tỷ nói chuyện giọng điệu thập phần nhẹ nhàng thanh thản, không còn kiểu cứng ngắc, ra vẻ tiểu thư khuê các trầm ổn thâm trầm như lúc xưa. Không khỏi trêu ghẹo, làm sao so được với tỷ tỷ, châu tròn ngọc sáng đến độ muội suýt nhận không ra. Nhắc tới vấn đề này, trên mặt Tạ Tân cũng lộ vẻ thẹn thùng. Cúi đầu nhìn thoáng qua bụng Oán Than, "Ai nha, đừng nói nữa, từ khi ta hoài thai thì tỷ phu của muội luôn ép ta ăn này ăn kia. Ta nói không ăn chàng còn nổi giận, mỗi ngày đều ăn đồ bổ làm sao ta có thể không biến thành bộ dáng như vậy chứ. Muội xem đi, chờ khi ta thật sự mập ra không thể trở về hình dáng xưa thì tỷ phu của muội lại chê ta cho coi." Tuy rằng lời nói của tạ tân ra vẻ bất mãn với hách phong. Nhưng giọng điệu tràn đầy hạnh phúc cảm động rào rạt. Tạ hộ nhìn Tỷ Tỷ như vậy trong lòng cũng rất vui. Cảm thấy bụng tạ tân rất ngộ bèn cứ ngồi đó vuốt ve bụng của tỉ tỉ. Vậy mà bất ngờ nàng lại cảm giác được cái thai động đậy một chút khiến nàng ngạc nhiên không thôi. Buổi tối hách phong tan làm liền thẳng tiến đến hầu phủ thỉnh An Vân Thị. Sau đó cùng tạ thiều châu đầu nói chuyện. Vân Thị vội vàng thu dọn đồ đạc để mặc đám hậu bối bọn họ ngồi ở phòng khách. Tạ hộ nhỏ giọng hỏi, lúc nãy mẫu thân ở đây muội không tiện hỏi, vị la di nương kia đi đâu rồi? Tạ thiều và tạ tân liếc nhau, sau đó tạ tân mới ghé tay tạ hộ nhỏ giọng nói. Nàng ta bị cha viết hưu thư tiễn đi, trên thực tế, khi muội cùng nương đi Dương Châu là cha liền không ở trong phủ. La di nương kia thật hung hãn, ở trong phủ gây thù chuốc oán tứ tung, ai cũng bị nàng ta mắng qua, trong một năm đó cha cũng mặc kệ nàng ta, nếu đắc tội với ai, phạm vào quy củ thì toàn quyền giao cho lão thái thái xử trí theo gia pháp. Hôm la đại nhân bị cắt chức quan trên chiều giải vào thiên lao hậu thầm. Cha liền trở về gặp La Di Nương, nói gì thì chúng ta không biết, nhưng ngày hôm sau, liền đưa La Di Nương ra phủ. Tạ hộ nghe tạ tân nói thoải mái như vậy nhưng cũng hiểu sự tình tuyệt đối không dễ dàng. Trong một năm qua hành động của tạ cận đã hoàn toàn điên đảo hình tượng lúc xưa của ông. Hiện giờ tạ cận lại được thăng quan, trở thành một trong bốn tư chính nắm quyền ở lại bộ một tay của ông lên kế hoạch khiến La Đại Nhân suy bại. Khả năng này của tạ cận đời trước không hề hiện hiện ra ai ngờ một đời này chỉ lệch đi một chút mà có thể là một người xảy ra biến đổi lớn như. Vậy, tạ hộ trong lòng hơi chút sầu lo, đến tột cùng nhị phòng có thể đi được bao xa đây? Một nhị phòng không phải đích trưởng tử cũng không được sủng ái rốt cuộc có thể đi đến trình độ nào. Khu viện của nhị phòng được sửa chữa xong nên có cảm giác mới mẻ. Tiểu viện của tạ hộ vẫn kêu là tốn phương cư không đổi tên hôm nay nàng ngồi trong phòng tính toán sổ sách chương mục của phúc nguyên lâu tích lũy trong một năm cũng không phải hai ba ngày là có thể tính song may mắn tạ hộ rất nhẫn nại hơn nữa trời bên ngoài giá rét trong phòng đốt than vô cùng ấm áp nàng vừa lúc cũng có cớ tránh ở trong phòng không ra khỏi cửa thật vất vả gặp được một hôm ông trời thương tình cho một ngày ấm áp hoa ý chúc tình cường ngạch lôi kéo nàng ra cửa phơi nắng nhất định không để nàng tiếp tục nhốt mình trong phòng tạ hộ bất đắc dĩ đành phải bọc mình trong áo choàng lông trồn ra cửa đi dạo quanh sân của dòng chính hoa ý lỗ mãng đụng phải một người hai người đều bị lực va chạm bật lui về phía sau Trúc tình đỡ hoa ý thầm ra dấu mắng hoa ý lỗ mãng nhìn thoáng qua người bị đụng hóa ra lại là nha hoàn hàm hương một năm trước bị tạ hộ đuổi ra khỏi tốn phương cư hàm hương bị một nha hoàn đụng phải đang muốn phát hòa nhưng nhìn lại thì thấy tạ hộ đứng sau lưng nha hoàn kia trên mặt hơi có chút mất tự nhiên vội vàng uốn gối hành lễ với tạ hộ ngũ cô nương khỏe tạ hộ không nói gì chỉ vươn một đôi tay trắng nõn ra khỏi áo choàng tầm mắt hàm hương vừa tầm dừng ở đôi tay kia chỉ cảm thấy đôi bàn tay này vô cùng mịn màng sáng bóng trắng nõn mượt mà không còn có đôi tay nào xinh đẹp hơn tạ hộ nâng nâng tay ra hiệu cho hàm hương đứng lên sau khi hàm hương đứng lên tạ hộ nhìn nàng ta từ trên xuống dưới đánh giá một phen ánh mắt dừng lại trên chiếc châm phỉ thúy cắm trên đầu nàng ta Tạ hộ thu tay vào áo choàng cầm lấy lò sưởi tay lên tiếng hỏi một câu. Gần đây thế nào? Hàm hương không ngờ tạ hộ còn nguyện ý nói chuyện với nàng ta nên nhất thời ngây ngần cả người. Nhờ hoa ý khụm tiếng nàng ta mới phản ứng kịp. Hả, vâng, nô tỳ gần đây, vẫn là như vậy, tạ ơn cô nương nhớ đến. Tạ hộ nhìn nàng ta như vậy cuối cùng không nhịn được thở dài đi về phía trước. Qua một năm nay tạ hộ cao lên rất nhanh, lúc trước thấp hơn hàm hương một cái đầu nhưng hiện giờ đã cùng sánh vai có thể thấy tương lai vóc người của nàng nhất định sẽ thon dài thướt tha chỉ thấy ánh mắt tạ hộ trước sau vẫn nhìn chằm chằm cây châm trên đầu hàm hương thật lâu sau mới sâu kín nói một câu ngươi và ta một dạo là chủ tớ có câu này ta sẽ nói thẳng mọi việc không cần quá tham lam nếu số mệnh cho ngươi hưởng thì sẽ là của người nhưng nếu không có mệnh hưởng thì đừng quá cưỡng cầu hàm hương nghe xong tạ hộ nói những lời này sắc mặt biến đổi lớn đột nhiên mặt xám như cho tàn một tay theo bản năng vuốt ve tóc mai cắn chặt môi dưới, tạ hộ nói xong cũng rời đi ngay, không ngờ lúc vừa đi vượt qua hàm hương thì nàng ta lại bỗng nhiên mở miệng. Số mệnh không cho chẳng lẽ không được tranh thủ, cô nương nói quá dễ dàng, nô tì càng không tin, hàm hương nói xong lời này, lập tức ngẩn đầu lên, không xoay người lại chỉ quay đầu nhìn theo hướng tạ hộ vừa đi. Sau đó vội vàng quay đầu lại, vùi đầu xuống cất bước vào trong gió lạnh, tấm lưng kia lộ vẻ quyết tuyệt không giải thích được, hoa ý chờ nàng ta đi xa mới chạy theo nói. Cô nương đừng nói với nàng ta làm chi, nàng ta muốn leo lên cao, nghe nói qua vài ngày nữa tam lão gia sẽ nâng nàng ta làm thiếp. Hiện giờ trong phủ cũng không có hạ nhân nào dám khi dễ nàng ta. Tạ Hộ không lên tiếng chỉ thở dài lắc đầu, một lúc sau mới nói, cái gì leo cao với không leo cao, cũng không biết sẽ đến đâu. Ta chỉ có một câu, các ngươi nếu muốn theo ta vậy, cần nhất phải biết yêu quý bản thân. Sau này ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi nếu ai không biết tự ái tự trọng thì cũng không cần lưu lại hoa ý cùng chúc tình liếc nhau cuống quýt quỳ xuống nói với tạ hộ vâng toàn bộ đều nghe theo cô nương tạ hộ nâng các nàng lên lại nhìn thoáng qua phương hướng hàm hương biến mất trong lòng ngũ vị tạp trần cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo